48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cẩn bạch: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý liên hữu, chúng con tự biết mình là kẻ phàm phu hậu học, phước mỏng, nghiệp dày, nhưng do duyên lành mà gặp được pháp tu tịnh độ, hết lòng tin tưởng và ngày ngày tuân tu theo lời dạy bảo của hòa thượng Tịnh Không, quyết một đời này vãng sanh tịnh độ, thoát ly sinh tử luân hồi. Như kẻ nghèo gặp của báo, chúng con ngày càng hoan hỷ, ngày càng tinh tấn, cùng nhau tu tập không biến trễ, lại cũng không dám bỏng xẻng, giấu giữ kho báu làm của riêng, nên có được chút gì, xin đem hết ra, thết đãi các bạn đồng tu, mong người người đều no cơm pháp, được an lạc hiện tiền, và tương lai đồng vãng sanh cực lạc. Chắc chắn, bài soạn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà này còn nhiều sơ sót, lỗi lầm. Kính mong chư vị nhủ lòng từ bi chỉ chính cho. Chúng con xin đê đầu lễ tạ. Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng liên trì: San Jose, California, Mỹ Quốc. Duyên khởi. Tịnh độ là pháp khó tin, thế mà chúng ta đã phát khởi được lòng tin, chuyên lo niệm Phật và phát nguyện cầu vãng sanh, thì phải biết rằng thiện căn phước đức của chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã đầy đủ. Lành thay, tất cả hành giả tu niệm Phật đều mong được Đức Phật hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương lúc lâm chung. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần 10 niệm sau cùng đúng theo đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà thì Ngài hiện ra tiếp độ ngay. Như vậy điều này không khó lắm, vì nếu hữu duyên được trợ niệm thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh. Quả thật, nếu ai đầy đủ nhân, tự lực và duyên tha lực ban trợ niệm Đức A Di Đà Phật thì chắc chắn được sanh về cực lạc. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng cái nhân tự lực ấy chẳng phải là những câu niệm Phật rỗng không. Hòa thượng Tịnh Không trong tuyển tập Làm Thế Nào Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội có giảng: ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật thì đây không phải là niệm Phật. Vậy Phật là cái gì? Đạo lý Phật giảng, những giáo huấn Phật nói, cảnh giới Phật thuyết, hiện tại trong tâm chúng ta thật sự có niệm Phật A Di Đà, niệm thế giới cực lạc ở Tây Phương, y báo chánh báo trang nghiêm. Niệm Phật A Di Đà ở mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh vô lượng vô biên công đức. Chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải học tập, đây gọi là niệm Phật. Không phải chỉ niệm rỗng không câu Phật hiệu này. Niệm câu Phật hiệu rỗng không, chẳng có nội dung thực chất thì không thể thành tựu. Đây chính là chỗ mà cổ nhân nói: gào rách cổ họng cũng uổng công. Niệm niệm tương ưng cùng Phật, niệm niệm tương ưng cùng kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ một cách triệt để, phải nhận thức, học tập và thực hành. Đây gọi là chân chánh niệm Phật, là chân chánh thâm tín nhân quả, lão thật niệm Phật. Và như thế thì có gì không thành tựu? May mắn thay, đang lúc chúng ta đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì nhận được quyển Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Quyển này được Hòa thượng Tịnh Không viết lời giới thiệu. Quyển chú giải này căn cứ vào kinh điển và các sớ sao cùng những lời giảng của chư tổ đã giải thích tận tường quyển kinh Vô Lượng Thọ. Xét vì quyển chú giải này quá dày và nhiều chi tiết, giả lại trong kinh Vô Lượng Thọ, tâm nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà đều gói gọn trong 48 đại nguyện của Ngài. Cho nên chúng tôi,
đã vì lợi ích chung mạn phép căn cứ vào quyển chú giải này để giải thích ngắn gọn nhưng rõ ràng 48 nguyện độ sanh cũng là nhân địa tu hành của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo trước khi thành Phật. Đây là hiểu rõ để bắt chước, để học tập. Có người sẽ vấn nạn: ngài Pháp Tạng là một vị đại Bồ Tát, trí huệ và năng lực ngài bất khả tư nghị, còn chúng ta là phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng vô minh, làm sao bắt chước nổi? Xin thưa, kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta chỉ cần chuyển đổi tâm mình theo phương hướng của Đức Phật A Di Đà là có thể tương ưng cùng tâm Phật rồi. Như hột lúa tuy nhỏ nhưng tiềm ẩn cả cây lúa, cả đồng lúa. Chỉ cần chúng ta biết dần dần xả bỏ tập khí phàm phu, ngày ngày học hỏi huân tập những hạnh lành của Đức Từ Phụ A Di Đà, cụ thể là 48 đại nguyện của ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta niệm Phật có thể tương ưng, có thể cảm ứng. Đây gọi là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Cứ âm thầm thọ trì kinh Vô Lượng Thọ không phải chỉ bằng cách đọc tụng lý giải, mà bằng tất cả tâm tư, khiến cho mọi ý nghĩ, hành động, ngôn ngữ đều không có gì trái nghịch, tức là hạnh giải tương ưng. Sự hiểu biết và hành vi không trái ngược nhau, thì chắc chắn rằng niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, những vị này đáng tôn xưng là Đại Bồ Tát, là Phật sống rồi vậy. Chắc chắn cũng có hành giả thắc mắc: 48 đại nguyện của ngài Pháp Tạng không mấy ai thuộc nổi, nói chi đến việc học tập noi gương? Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đề ra hai phương án. Một, mỗi ngày lễ 48 lễ, mỗi lễ đọc một nguyện. Thí dụ, nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, quốc vô ác đạo nguyện. Nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, bất đọa ác thú nguyện. Không cần nôn nóng học thuộc lòng, cứ lễ sướng như vậy trong một thời gian thì nhớ và thuộc dễ dàng. Hai, trong 48 nguyện, thế nguyện nào thích hợp mà mình có thể thực hiện được? Dĩ nhiên là không thể làm như Phật, nhưng có thể chuyển đổi tâm tư hành động của mình cho tương ưng, thì chọn ra một số ít, xem phần liên hệ bản thân ở sau. Nên biết rằng 48 nguyện này đều tương quan, tương nhập lẫn nhau, nên làm được một ít thì hầu như cũng được cả các nguyện khác. Trong phần trình bày, mỗi nguyện đều có tựa ngắn gọn cho dễ nhớ. Phần giải thích hoàn toàn dựa vào quyển chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần liên hệ bản thân chỉ là sự gợi ý tổng quát, vì mỗi hành giả đều có căn cơ, hoàn cảnh khác nhau. Ở phần này, quý vị có thể tự mình suy nghĩ và đề ra phương cách tu hành cho bản thân, miễn là có thể tương ưng cùng bổn nguyện của Từ Phụ A Di Đà là được. Kinh văn 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyên Hán bản do ngài Hạ Liên Cư hội tập. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh. Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1998 tại Hoa Kỳ. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Pháp Tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn, thế gian tự tại Vương Như Lai thương xót nghe cho. Còn nếu chứng được vô thượng Bồ Đề, thành đẳng chánh giác rồi, cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các loại. Nếu có chúng sanh trong ba đường ác cho đến từ địa ngục sanh về cõi con, thọ giáo pháp của con, tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường ác nữa. Được như vậy con mới làm Phật. Nếu không được như nguyện, thề không thành vô thượng chánh giác. Một, nguyện trong nước không có ác đạo. Hai, nguyện không đọa ba đường ác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con,
thân tướng sắc vàng rồng, đủ 32 tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan. Nếu có tốt xấu, hình thể sai biệt, thề không thành chánh giác. 3. Nguyện thân có sắc vàng rồng. 4. Nguyện có 32 tướng tốt. 5. Nguyện cho thân không sai biệt. Khi con thành Phật, các chúng sanh sanh về cõi con, biết rõ vô lượng kiếp trước, túc mạng thông, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, thiên nhãn thông, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại, thiên nhĩ thông. Nếu không được như nguyện, thì không thành chánh giác. 6. Nguyện có túc mạng thông. 7. Nguyện có thiên nhãn thông. 8. Nguyện có thiên nhĩ thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Nếu không như vậy thì không thành chánh giác. 9. Nguyện có tha tâm thông. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại Ba La Mật Đa, thần túc thông, trong khoảnh khắc, nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường, thề không thành chánh giác. 10. Nguyện được thần túc thông. 11. Nguyện giáp khắp cúng dường chư Phật. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân biệt, các căn tịch tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn, thề không thành chánh giác. 12. Nguyện quyết định thành bậc chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật, gấp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc, khởi từ tâm làm điều lành, sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. 13. Nguyện ánh sáng vô lượng. 14. Nguyện chạm quang minh được an lạc. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng, vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng. Giả như chúng sanh ở 3.000 thế giới thành bậc duyên giác, trải qua trăm ngàn kiếp để tính đếm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. 15. Nguyện thọ mạng vô lượng. 16. Nguyện thanh văn vô số. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con, thề không thành chánh giác. 17. Nguyện được chư Phật xưng tán. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thề không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 18. Nguyện mười niệm tức giảng sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm bồ đề, tu các công hạnh, hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con, một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt, đến khi mạng chung, con cùng thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thối chuyển. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. 19. Nguyện nghe danh phát tâm. 20. Nguyện lâm chung tiếp dẫn. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được toại ý. Nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm các điều lành,
lại trì kinh giữ giới, nguyện sanh về nước con, mạng chung không lạc vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 21. Nguyện sám hối được vãng sanh. Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con, thanh tịnh tin tưởng, phát tâm bồ đề, chán ghét nữ thân, mạng chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 22. Nguyện trong nước không có người nữ. 23. Nguyện dằm chán thân nữ, chuyển thân nam. 24. Nguyện liên hoa hóa sanh. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, vui mừng tin tưởng, lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Tát. Chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con, sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thù thắng phạm hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 25. Nguyện thiên dân lễ kính. 26. Nguyện nghe danh hiệu được phước. 27. Nguyện tu thù thắng hạnh. Khi con thành Phật, nước con không có tên ba đường ác. Chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệt não, tâm được mát mẻ, hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đắm thân sao thì không thành chánh giác. 28. Nguyện nước không có tên bất thiện. 29. Nguyện trụ chánh định tụ. 30. Nguyện vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu. 31. Nguyện không tham chấp thân. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại. Thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thành tựu hết thảy trí huệ, biện tài không cùng tận, nói rộng các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 32. Nguyện được Na La duyên thân. 33. Nguyện quang minh trí huệ biện tài. 34. Nguyện khéo nói pháp yếu. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, quyết chắc đến bậc nhất sanh bộ xứ, quả vị đẳng giác. Trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh, giáo hóa hữu tình, khuyến phát tín tâm, tu hạnh Bồ Tát, hành nguyện phổ hiền. Tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa ác thú, hoặc thích thuyết pháp, nghe pháp, hay hiện thần túc, tùy ý tu tập thảy đều viên mãn. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 35. Nguyện nhất sanh bổ xứ. 36. Nguyện giáo hóa tùy ý. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. 37. Nguyện y thực tự đến. 38. Nguyện ứng niệm thọ cúng. Khi con thành Phật, vạn vật trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sắc thù thắng vi diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sắc, hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó, vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 39. Nguyện trang nghiêm vô tận. Khi con thành Phật, vô lượng cây cảnh trong cõi nước cao trăm ngàn do tuần, cây làm đạo tràng cao 400 vạn dặm, các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ.
nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây báo cũng được thấy rõ dạng tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. 40. Nguyện có vô lượng cây sắc báo. 41. Nguyện cây hiện cõi Phật. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi, sanh tâm hy hữu. Nếu không được như vậy, thì không thành chánh giác. 42. Nguyện chiếu suốt mười phương. Khi con thành Phật, cùng tột dưới đất, trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện, lầu cát, ao nước, hoa cây, vân vân, trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành, hương thơm xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy, thì không thành chánh giác. 43. Nguyện hương báo xông khắp. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát, phổ đẳng tam muội, các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy, thề không thành chánh giác. 44. Nguyện phổ đẳng tam bụi. 45. Nguyện trong định cúng Phật. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp, được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ, an trụ trong thể tướng bình đẳng, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn, nơi Phật pháp mà không chứng được bậc bất thối chuyển, thề không thành chánh giác. 46. Nguyện được môn tổng trì Đà La Ni. 47. Nguyện nghe danh đặng pháp dẫn. 48. Nguyện hiện chứng quả bất thối chuyển. Lược giải. Lược trích trong Chú giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Soạn giả: Kim Cang Thừa Tam Muội Đa Giới Đệ Tử Hoàng Niệm Tổ. Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ. Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, California, Ấn Tống. Nguyện thứ nhất: Quốc Vô Ác Đạo Nguyện. Giải thích: Cõi nước của Đức Phật A Di Đà không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ. Tâm đại bi của Đức Phật A Di Đà không muốn chúng sanh bị khổ. Trong cảnh khổ khó tu, thiện căn kém cỏi. Hành giả nên biết dục vọng tham cầu là dân, nắm lấy dục cảnh là duyên. Do nhân duyên ấy mà tạo ác, sẽ phải đọa vào ác đạo. Tham, sân, si cũng là tam độc khiến ta làm điều dữ và đọa vào ác đạo. Tạo ngũ nghịch thập ác, tùy theo bậc thượng, trung, hạ mà rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Liên hệ bản thân, người tu tịnh độ cầu giảng sanh phải dùng câu niệm Phật chuyển đổi tham sân si, trì trai giữ giới thì mới tương ưng cùng nguyện này được. Không nghĩ, không làm điều ác, không nói lời ác độc. Nguyện thứ hai: Bất đọa ác thú nguyện. Giải thích: Cõi nước của Đức Phật A Di Đà chẳng những không có ba đường ác, mà thậm chí những kẻ đới nghiệp giảng sanh về đấy được sự giáo hóa của Đức Phật, làm bạn cùng các vị Bồ Tát thì vĩnh viễn không bị sanh vào ác đạo lần nữa, trái lại còn thành tựu quả Bồ Đề. Đây là thánh nguyện từ bi vô cùng cực của Di Đà Như Lai, vì chúng sanh từ trong nghiệp ác mang theo nghiệp mà giảng sanh, vốn đầy dẫy ác nghiệp, đáng lẽ phải đọa vào đường ác, lại được Phật gia trì vượt qua khỏi tam giới lục đạo, thẳng tiến đến khi thành Phật.
tâm ngài vô tận, quá độ không sót một ai. Hễ được vãng sanh thì ngài độ cho thành Phật. Liên hệ bản thân, hành giả nên thường sám hối nghiệp chướng và nguyện làm điều thiện để tăng trưởng thiện căn, tự quyết không để rơi vào ác đạo, chuyên niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật. Chọn hoàn cảnh tốt, chọn bạn tốt khiến cho tham sân si không phát triển được. Nguyện thứ ba, thân tất kim sắc nguyện. Giải thích: Đức Phật thân sắc vàng rồng, chúng sanh về đấy cũng được thân kim sắc. Thiện Đạo Đại Sư nói: Chư Phật muốn hiển thị tướng thường trụ bất biến, nên hiện ra sắc hoàng kim. Đây là tiêu biểu cho thật tướng. Chúng sanh về đấy cũng được thân kim sắc. Điều này hiển bày pháp môn bất dị, chân thật bình đẳng. Bình đẳng chánh giác là tâm thanh tịnh của Như Lai. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ thường giữ tâm bình đẳng trong khi đối người tiếp vật, vì hiểu rằng Đức A Di Đà phổ nguyện độ tất cả chúng sinh, gia hộ cho ai ai cũng thành Phật. Không nên thị phi, xem thường kẻ phá giới hoặc không tu. Phân biệt là vọng tưởng, là còn chấp trước, tức là không trở về với tự tánh Di Đà của mình vốn không sai biệt, vốn đồng nhất thể với muôn loài chúng sanh. Tâm, Phật, chúng sanh đồng nhất thể. Nguyện thứ tư, tam thập nhị tướng nguyện. Đại sư vọng tây nói: Do bởi nguyện ấy, nguyện chân thật bình đẳng giữa chúng sanh và Phật, nên các chúng sanh được vãng sanh đều có đủ 32 tướng tốt như Phật, chẳng cần tu mà tự nhiên được, chẳng đợi đến khi hoa nở mới có. Thể sanh về đấy liền có. Chúng sanh cõi cực lạc về dung mạo hình dáng thấy đều đoan chánh đẹp đẽ như nhau. Đây cũng là do lòng từ bi bình đẳng của Đức A Di Đà. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ nếu hết lòng chuyên tu làm việc thiện, giữ giới cấm thì tướng hảo trong hiện đời cũng có. Tướng hảo này là do chánh báo tốt đẹp nên chuyển được y báo. Nhiều vị vào cuối đời bệnh hoạn liên miên, thân thể gầy yếu tàn tạ, nhưng khi vãng sanh thì tự nhiên thân thể sắc mặt trở nên tươi tốt, xinh đẹp lạ thường, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đây rõ ràng là có sự gia hộ của Đức Phật A Di Đà lúc tiếp dẫn về Tây Phương. Nguyện thứ năm, thân vô sai biệt. Giải thích: Người trong cõi cực lạc có hình dáng sắc diện giống nhau không khác, mọi người đều đoan chính tinh khiết như nhau. Vì thế Đại sư Đàm Loan nói: Người ở thế gian do chẳng giống nhau nên có quý hèn, do thân có quý hèn nên thị phi sanh khởi. Thị phi đã khởi thì chìm đắm trong ba cõi. Vì vậy Phật hưng khởi lòng đại bi, khởi lên nguyện bình đẳng. Liên hệ bản thân, hành giả không nên sinh tâm phân biệt tướng sang hèn hay ti tiện. Phải biết tất cả đều là giả, do nghiệp nhân đời trước sinh ra. Phải hiểu rằng khi ta khởi tâm khi dễ kẻ tật nguyền xấu xí thì đã gieo nhân xấu xí tật nguyền rồi vậy. Nguyện thứ sáu, túc mạng thông nguyện. Giải thích: Thần thông của chúng sanh nơi cõi cực lạc nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà vượt trội hơn thần thông của chư thiên hay tiểu thừa. Túc mạng thông là biết được các việc thiện ác đã làm trong nhiều đời, thấy được vô số kiếp về trước của mình cũng như của các chúng sanh khác. Sư Trừng Hiến Nhật Bản nói: Do chẳng biết túc mạng nên chẳng sốt sắng làm lành, chẳng sợ điều ác, với buông điều thiện trở nên lười biếng, tạo tác các ác cũng chỉ do không biết túc nghiệp. Vì La Hán kia nhớ cái khổ trong địa ngục trước kia của mình, sợ đến nỗi toát mồ hôi lẫn máu. Người cõi cực lạc nhờ sự gia trì của Đức Phật mới có túc mạng thông. Do đây hết lòng cảm ngưỡng ân đức của Phật A Di Đà. Nhờ túc mạng thông mới biết mình hữu duyên với những ai,
biết cha mẹ nhiều đời để trả ơn. Liên hệ bản thân. Túc mạng thông trong phạm vi nhỏ hẹp là do suy nhân quả mà biết được. Ngày nay hành giả gặp Phật Pháp, tin sâu pháp môn tịnh độ là do căn lành của mình trong nhiều đời đã thuần thục. Tịnh độ là pháp khó tin, mà mình tin được thì phải biết thiện căn phước đức nhân duyên của mình rất lớn, phải nắm lấy cơ hội này để cầu giảng sanh, luống qua thật uổng, thật đáng tiếc. Nguyện thứ bảy, thiên nhãn thân nguyện. Giải thích: thiên nhãn thấy được hết thảy hình sắc lớn nhỏ, xa gần và tướng trạng sanh tử của chúng sanh trong tương lai. Trí độ luận, quyển 5. Thiên nhãn thấy được lục đạo chúng sanh và các vật dù xa hay gần, các sắc dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Mắt thịt phàm phu chỉ thấy được vật chướng độ, ví dụ tường dây quanh là chướng. Phàm phu chỉ thấy được vật giữa các bức tường, chướng độ, chẳng biết được hết thảy vật ngoài tường, chướng ngoại. Thiên nhãn thấy được các vật chướng ngoại nên thông đạt vô ngại. Thiên nhãn của người cõi cực lạc vượt xa thiên nhãn của vị thừa và chư thiên, vì thấy được sự việc trong vô lượng thế giới. Người cõi cực lạc do đắc thiên nhãn liền được đầy đủ trọn vẹn ngũ nhãn do Phật lực gia trì. Ngũ nhãn gồm có nhục nhãn, mắt thịt sẵn có, giảng trạch, phân biệt chọn lựa, thiên nhãn thông đạt. 1. Pháp nhãn thanh tịnh. Bồ Tát vì độ sanh nên dùng pháp nhãn thanh tịnh xem khắp hết thảy các pháp, pháp nào đáng biết, đáng hành. Đối với hết thảy pháp, Bồ Tát biết được, hành được. Ngài còn biết được các thứ phương tiện môn để phổ độ chúng sanh. 2. Huệ nhãn thấy chương. Ngài Cảnh Hương nói: huệ nhãn lấy không trí làm thể, chiếu lý chân không. Trí độ luận nói: huệ nhãn có thể thấy được lý không nơi tướng và thấy được chân không. Kinh Tư Ích cũng chép: huệ nhãn thấy được pháp nào? Đáp: nếu còn có cái để thấy thì chẳng gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng thấy pháp hữu vi, chẳng thấy pháp vô vi. Vì sao vậy? Pháp hữu vi đều là hư vọng phân biệt, không hư vọng phân biệt thì gọi là huệ nhãn. Pháp vô vi là không, vô sở hữu, vượt ngoài sự lãnh hội của mắt. Vì vậy, huệ nhãn cũng chẳng thấy pháp vô vi. 1. Phật nhãn cụ túc. Giác liệu pháp tánh, con mắt của Như Lai được gọi là Phật nhãn, tức là thấy hiểu thông suốt thật tướng của các pháp. Chữ Phật nhãn cụ túc đầy đủ của Ngài Cảnh Hưng giảng: do nhất thiết chủng trí làm thể nên không pháp gì chẳng hiểu thấu, bởi thế nên nói là đầy đủ. Giác liễu pháp tánh, tình ảnh sớ giảng: Phật nhãn thấy được bất không thật tánh trong Như Lai tạng một cách chân thật nên gọi là hiểu rõ pháp tánh. Ngài Cảnh Hương nói: vì thấy Phật tánh nên bảo là hiểu rõ pháp tánh. Đầy đủ ngũ nhãn thì thấu chơn đạt tục. Sách Hoa Nghiêm viết: để trưởng dưỡng chúng sanh thì trước hết phải tu nhục nhãn. Nhục nhãn thấy được sự thu, chẳng thấy được những gì chi tế. Kế đó tu thiên nhãn. Thiên nhãn thấy được sắc nhưng chưa thấy được chơn cảnh nên phải tu huệ nhãn. Huệ nhãn thấy lý nhưng chưa thấy được sự nên phải tu pháp nhãn. Pháp nhãn chưa viên dung nên phải tu Phật nhãn. Đức Phật A Di Đà gia trì cho các vị Bồ Tát ở nước Ngài có đầy đủ trí huệ như thế mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ tuy chỉ có nhục nhãn nhưng cũng có thể khởi tâm từ bi và y giáo phụng hành. Kinh Vô Lượng Thọ: để hành Bồ Tát đạo nơi thế gian này, như thế là thuận theo thánh ý vậy. Nguyện thứ 8, thiên nhĩ thông nguyện. Sách Hội Sớ nói: thiên nhĩ thông là nghe được hết thảy tiếng nói, âm thanh, chướng độ, chướng ngoại, khổ, vui, lo, mừng,
của tất cả chúng sanh trong lục đạo. Thiên dĩ thông của người cõi Cực Lạc chẳng những nghe được âm thanh của mười phương, mà còn có thể nghe được vô lượng chư Phật thuyết pháp. Ngài Trừng Hiến nói, thần thông này rất quan trọng, nghe được tiếng các khổ trong địa ngục, tiếng đối khác của đòi ngạ quỷ, liền thêm lớn bi tâm. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy chỉ có nhục nhĩ, nhưng nếu biết lắng nghe cũng cảm được nỗi đau khổ của các loài chúng sanh. Do đây phát khởi lòng từ bi, noi theo hạnh ban vui cứu khổ của Đức Quán Thế Âm. Nguyện thứ 9, tha tâm thông nguyện. Giải thích, tha tâm thông là biết được tâm niệm của người khác, thấy rõ hết thảy chúng sanh trong tâm đang nghĩ gì. Ngài Trừng Hiến nói, thế tục coi việc hiểu lòng người khác là quan trọng, huống hồ bậc xuất thế lợi lạc chúng sanh. Sách Hồi Sớ giảng, thánh chúng trong nước tôi, cõi Cực Lạc, chẳng cần phải tu trì mà tự hiểu tâm người khác, thuận theo ý thích tiết độ, giáo hóa không trở ngại. Như vậy, nhờ có tha tâm thông mà Bồ Tát có thể khế cơ vậy. Liên hệ bản thân, tâm lý của mỗi người mỗi khác. Hành giả muốn khuyên người niệm Phật cầu giảng sanh, phải hiểu rõ người ấy có đủ duyên chưa, có thích hợp với pháp môn này hay không. Chẳng nên bắt buộc khiến họ sinh lòng miễn cưỡng hay bài bác, càng thêm tội cho họ. Muốn hiểu người, biết lòng người, cần có thời gian tiếp xúc lâu ngày, cùng làm việc chung, và tâm mình phải cởi mở với người trước. Phải chịu khó nghe họ tâm sự những vui buồn, những điều sâu kín, u uẩn của họ. Nguyện thứ 10, thần túc thân nguyện. Giải thích, thần túc thông cũng gọi là như ý túc. Sách Hồi Sớ giảng thần túc có 3 loại. 1. Dận thân hành, bay trên không như chim. 2. Thắng giải thông, dưới chỗ xa xôi nhất, chỉ tác ý tư duy liền tới ngay chỗ đó. 3. Ý thế thông, dưới chỗ xa xôi nhất, tâm vừa nghĩ đến, thân đã ở đấy. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy chưa có thần túc thông, nhưng hằng ngày chúng ta trong thời kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A-di-đà đều có thể tác ý tư duy, hình dung ra cảnh giới hoàn hảo của cõi Cực Lạc. Nào ao thất bảo có sen báo đủ màu, nào cây báo thất bảo, nào hoa trời, nào thánh chúng. Chính kinh đã giúp chúng ta lúc nào muốn thấy, muốn hình dung ra cảnh giới Cực Lạc là được mãn nguyện ngay. Vậy hãy thường tụng kinh để trong mỗi câu niệm Phật đều có cảnh giới Cực Lạc trong đó. Nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Giải thích, trong khoảng một niệm, người có Cực Lạc có thể cúng dường chư Phật ở mười phương mà chẳng cần rời khỏi nơi mình đang trụ. Điều này cho thấy Cực Lạc là cõi nước sự sự vô ngại, trong một gồm tất cả. Đây là điều mà phàm phu không thể hiểu nổi. Liên hệ bản thân, chúng ta đảnh lễ cúng dường, nhất đảnh lễ A-di-đà Phật, biến pháp giới chư Phật, là ý nghĩa này. A-di-đà Phật là pháp giới tàn thân của tất cả chư Phật, là tổng danh của tất cả Phật. Một là tất cả là một. Hiểu được điều này mới thấy rằng hồng danh A-di-đà Phật thật là bất khả tư nghị, bao gồm cả hoa tạng thế giới của chư Phật. Nguyện thứ 12, định thành chánh giác nguyện. Giải thích, người nào giảng sanh Cực Lạc thì trong tương lai gần quyết định sẽ thành Phật. Đây là tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà, chỉ dùng một Phật thừa để đưa chúng sanh đến chỗ chiên bản, thành bậc chánh giác như Ngài. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh không phải là để lánh khổ ở ta bà, cầu vui ở Cực Lạc. Liên hệ bản thân, nên hiểu rằng Cực Lạc quốc là nơi an dưỡng, là đạo tràng thù thắng vi diệu, giúp hành giả tinh tấn tu tập để viên thành Phật đạo. Vì thế, để phù hợp với nguyện thứ 12, hành giả phải phát Bồ Đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ muôn loài chúng sanh. Không phát Bồ Đề tâm không được giảng sanh.
Nguyện thứ 13, Quang Minh Vô Lượng Nguyện. Giải thích: Quang minh của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, chiếu khắp mười phương vượt xa chư Phật, hơn hẳn quang minh của mặt trời, mặt trăng ngàn vạn ức lần. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước khi phát tâm cầu đạo, phát nguyện lớn nhỏ sai khác nhau, nên khi thành Phật, quang minh của mỗi vị cũng sai khác nhau. A Di Đà Phật, oai thần quang minh cao quý bậc nhất, mười phương Như Lai chẳng bằng được, nên được tôn là Phật Trung Chi Dương, là vua của chư Phật. Kinh Đại Pháp Cự Đà Ra Ni nói: chư Phật có hai thứ quang minh, thường quang và phóng quang. Thường quang thì viên minh vô gại, không lúc nào chẳng chiếu. Phóng quang là dùng ánh sáng để cảnh tỉnh người khác, tùy lúc mà chiếu, khi tỏa ra, lúc thâu vào. Quang minh trong quyển này là thường quang. Liên hệ bản thân, hành giả chân thật niệm Phật thì luôn được quang minh của Phật A Di Đà chiếu đến thân. Vì quang minh này là thường quang nên sự gia trì này giúp hành giả không thối chuyển. Gặp chướng duyên, tự mình khắc phục để tiến tu mãi là khế hợp với thường quang, chắc chắn được sanh về cực lạc. Nguyện thứ 14, xuất quang an lạc nguyện. Giải thích: chúng sanh nào thấy hoặc được quang minh này chạm đến thân thì được an vui, khởi từ tâm làm lành, sau sanh về cực lạc. Phẩm quang minh biến chiếu Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rõ: gặp được ánh sáng này, khấu diệt thiền sanh, thân ý du duyển. Nếu ở trong chốn tam đồ cực khổ mà được thấy quang minh này thì mọi sự khổ đều được ngưng nghỉ, chết đi đều được giải thoát. Gặp được ánh sáng này đều được giảng sanh. Quang minh là đức tướng nơi thân Phật, nhưng quang minh đấy thật ra là để lợi lạc cho chúng sinh. Liên hệ bản thân, nhục nhãn của chúng ta hiếm khi thấy được quang minh của Đức Phật, nhưng khi niệm Phật, lễ Phật mà cảm thấy an lạc, sinh khởi từ tâm, làm lành lánh dữ, thì nên hiểu rằng đã được quang minh của Đức A Di Đà chiếu đến thân, giảng sanh ắt có Phật. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng nguyện. Giải thích: Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ Phật, thọ mạng của Ngài không thể dùng con số mà tính đếm được. Nguyện của Ngài là gia trì cho nhân dân thánh chúng ở nước Ngài cũng có thọ mạng như thế. Ngài Trừng Hiến nói: nhân dân thọ mạng vô lượng là đức tánh bậc nhất của tịnh độ. Tại sao vậy? Bởi vì tu hành Phật đạo chỉ e sợ tử ma, vì sự gián đoạn giữa sống và chết chính là căn nguyên tạo duyên thoái thức. Gặp Phật, nghe Pháp, gặp gỡ thánh chúng, cúng dường chư Phật, thân cận bạn đành, khoái lạc tự nhiên, chẳng có các khổ, ý nói cảnh cực lạc. Nếu thọ mạng ngắn ngủi, di hận khó tính đổi, khác nào chén ngọc không đáy, lời nguyện này thật là tối quan trọng. Khi đã sanh về cực lạc, gặp Phật nghe Pháp, trong hết thảy đời, hết thảy chỗ đều tăng thượng, chẳng có duyên thối chuyển. Thọ mạng là vô lượng, nên chẳng luận là căn khí nào, thượng, trung, hạ, hễ sanh về cõi ấy sẽ quyết định thành Phật. Liên hệ bản thân, người đời ai cũng mong thọ mạng dài lâu, vì thọ mạng còn thì mới hưởng được phước đức, tài năng, trí huệ của mình. Muốn thọ mạng dài lâu phải nên giữ kỹ giới sát sanh, phải thường phóng sanh và tôn trọng muôn loài. Nhờ thọ mạng dài lâu, công phu niệm Phật của hành giả lâu ngày trở nên thuần thục, cái nhân giảng sanh chắc thật, một đời có thể thành công. Hòa thượng Tịnh Không giảng: giảng sanh là sống mà ra đi, chứ không phải chết rồi mới đi. Điều này có nghĩa là người giảng sanh một đời có thể thành Phật, xác thân bỏ lại như cái áo cũ, không có chuyện sống chết như thế gian lầm tưởng. Nguyện thứ 16, thanh văn vô số nguyện. Giải thích: ở cõi cực lạc, dân dân đều là Bồ Tát,
vì trong ba bậc giảng sanh, kinh Vô Lượng Thọ đều dạy phát Bồ Đề Tâm một bề chuyên niệm. Đã phát Bồ Đề Tâm thì hạnh của họ là Bồ Tát, chứ không phải là hàng tiểu thừa. Sở chỉ nói thanh văn, duyên giác, trời, người là căn cứ trên mức độ tự phần của mỗi vị, chứ không kể đến sự gia trì của Phật. Tuy đã đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, nhưng chưa phá được trần sa hoặc và vô minh hoặc thì gọi là thanh văn, chứ đâu phải là hạng gì thừa chỉ cầu tự độ. Nếu chỉ cần tự độ, làm sao phát nổi Bồ Đề Tâm? Đã không phát Bồ Đề Tâm thì không giảng sanh đổi, đâu thể ở cõi Cực Lạc. Thanh văn đại ý chỉ cho tất cả nhân dân ở cõi Cực Lạc. Thanh văn vô số, tức là đệ tử của Ngài vô số ức, không ai có thể tính đến đổi. Liên hệ bản thân, biết cõi Cực Lạc đông đảo vô số như vậy, hành giả nên phát lòng phấn khởi, vì vấn đề niệm Phật giảng sanh không phải là khó khăn lắm đâu. Đức Phật A Di Đà thành Phật mới có 10 kiếp, mà số người giảng sanh đã vô lượng vô số như vậy, thì nên hiểu rằng Đức Phật luôn luôn muốn cứu độ mình ra khỏi tam giới, Ngài muốn độ tận chúng sanh. Giả lại, Cực Lạc quốc là miền an dưỡng, là một đạo tràng, không phải là trường thi tuyển chỉ chọn học sinh giỏi. Bất luận chúng ta thuộc căn cơ nào, trình độ nào mà tha thiết muốn về đấy tu học thì Ngài cũng tiếp độ cho. Khi chúng ta vừa phát nguyện muốn giảng sanh Cực Lạc thì đã có một đóa sen búp dành cho ta trong ao thất bảo. Ngày ngày chúng ta chuyên tâm niệm Phật là tưới tẩm cho hoa lớn dần lên. Đến khi lâm chung, Đức Phật liền tiếp dẫn chúng ta liên hoa hóa xanh về nơi liên đài đã có sẵn. Nguyện thứ 17, chư Phật xin tán nguyện. Lúc tôi thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi nước trong 10 phương thế giới, nếu chẳng cùng khen ngợi danh hiệu của tôi, thuật sự tốt lành của cõi nước và công đức của tôi thì chẳng lấy chánh giác. Ngài vọng tay nói, trong 48 nguyện, nguyện này rất thiết yếu, vì nếu không có nguyện này, làm sao 10 phương chúng sanh nghe được danh hiệu này? Chúng ta được gặp giáo pháp giảng sanh hoàn toàn là nhờ vào nguyện này. Do nguyện này mà trong cõi Quế Độ, cõi chúng ta đang ở, Đức Thích Ca Mâu Ni mới xưng dương tán thán A Di Đà Phật cùng cõi Cực Lạc của Ngài. Nhờ nguyện này mà tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới mới có duyên thù thắng để giảng sanh Cực Lạc, rốt ráo thành Phật. Nguyện này giúp chúng ta biết được trí huệ và lòng đại bi của Đức Phật A Di Đà thật là vô lượng vô biên. Sách Hồi Sớ Giảng, xưng tán danh hiệu có 3 nghĩa. 1. Chư Phật 10 phương xưng dương đức hiệu A Di Đà Phật. 2. Chư Phật khen ngợi và hộ niệm người niệm Phật. 3. Chư Phật vừa khen ngợi là vừa tự mình xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ là những người đang được hưởng ân đức của Phật A Di Đà. Dù chúng ta đang ở trong cõi ngũ trược ác thế, cõi uế trược, mà Ngài vẫn có phương tiện thiện xảo để chúng ta có thể nghe được danh hiệu và biết được cõi Cực Lạc của Ngài mà hướng tâm nguyện về đấy, hầu thoát khỏi tam đồ khổ, vượt khỏi tam giới, giảng sanh Cực Lạc. Chúng ta lại được 10 phương chư Phật khen ngợi, khuyến khích và hậu trì. Như vậy, nếu ai là người thật tâm tu hành, chân thật cầu giảng sanh, thì không có lý do nào không thành tựu. Nguyện thứ 18, thập niệm tất sanh. Lúc tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa. Tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Dẫu chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh, thì chẳng lấy chánh giác. Chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 10 niệm tất sanh là nguyện chân thật nhất để độ chúng sanh, nhưng phải là niệm chí tâm, chân thành, với lòng tin hoan hỷ, lúc lâm chung. Tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về, thường ngày làm được việc thiện nào,
đều một lòng hồi hướng vãng sanh cực lạc, không ham hưởng phước báo ở thế gian, kể cả các cõi trời. Nguyện này nói, trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, không thể vãng sanh. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, khởi ác ý đối với Như Lai. Phỉ báng chánh pháp không những không tin mà còn hủy báng, phá hoại Phật pháp. Không tin thì không thể độ được. Đây là những tội nặng, vừa chút hơi thở là đọa thẳng vào địa ngục. Như Quán Kinh Sớ hiển thị bi nguyện cùng cực của Phật A Di Đà. Tuy ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thể niệm Phật, thì chính là sám hối phát tâm. Người như vậy trong ức ức người khó được một hai kẻ, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ. Thiện Đạo Đại Sư nói, Hoằng Thệ Môn nói đến cả 48 nguyện, nhưng chỉ bảo niệm Phật là thiết yếu. Ai niệm Phật thì Phật niệm người ấy, chuyên tâm tưởng Phật thì Phật biết người ấy. Nguyện này thể hiện phương tiện rốt ráo, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Liên hệ bản thân, mười niệm tất sanh, mới nghe qua tưởng dễ, nhưng hành giả nên nhớ, đây là mười niệm lúc lâm chung. Khi tứ đại phân ly, đau đớn vật vã vô cùng, mấy ai còn nhớ câu niệm Phật? Đó là không nói đến trường hợp mê man bất tỉnh rồi đi luôn. Vì vậy, chúng ta nên lo chuẩn bị ngay từ lúc còn khỏe mạnh sáng suốt. Chuẩn bị những gì? Một, công phu niệm Phật thường xuyên với tâm nguyện quyết chí vãng sanh. Hai, siêng làm việc thiện. Ba, lập ban trợ niệm để giúp nhau lúc lâm chung. Đây là việc làm tối cần thiết. Nhờ các bạn đồng tu đến thay phiên nhau trợ niệm mà người sắp mất giữ được câu niệm Phật trong giây phút cuối. Nhờ câu niệm Phật này mà tâm không điên đảo, không tham luyến, chắc chắn được vãng sanh. Nguyện thứ 19, văn danh phát tâm nguyện. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi liền phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, lại đem thiện căn hồi hướng sanh cõi tôi, nhất tâm niệm tôi ngày đêm chẳng ngớt. Bồ đề tâm là cái tâm cầu chương đạo, tâm cầu chánh giác. Bồ đề tâm còn có nghĩa là tự giác, giác tha, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận nói, bồ đề tâm là nguồn cội của chư Phật, là huệ mạng của chúng sanh. Nguyện này nên được hiểu là do nghe danh hiệu của Phật, được Phật gia bị nên phát tâm bồ đề và tu các đại hạnh của Bồ Tát. Sáu ba la mật là pháp tu của Bồ Tát, gồm có bố thí, trì giới, dẫn dục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Nhất tâm niệm tôi, trọn lòng tin, một dạ chuyên tu niệm Phật. Thiện Đạo Đại Sư dạy, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng luận thời tiết, xa gần, niệm niệm chẳng bỏ, thì chính là nhất tâm niệm Phật. Liên hệ bản thân, rõ ràng niệm Phật chẳng phải chỉ niệm rỗng không mà thành tựu. Niệm Phật phải noi theo gương Phật, phát tâm muốn thành Phật, thượng cầu Phật đạo và muốn độ chúng sanh, hạ hóa chúng sanh. Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm do Phật gia bị mà phát ra được rồi, phải biết nuôi dưỡng bằng cách tu hành công đức, cụ thể là tu sáu ba la mật tùy theo khả năng của mình. Hành giả nên bố thí, tài thí, pháp thí, vô úy thí, trì giới, ngũ giới, thập thiện hay Bồ Tát giới, nhẫn nhục, chịu đựng được nghịch cảnh hay thuận cảnh để giữ tâm nguyện không thối chuyển. Thí dụ, nghịch cảnh, chướng duyên, những hàm oan, chê bai, khiển trách, thị phi, vân vân. Thuận cảnh, làm việc gì cũng thành công, ở đời thì giàu sang quyền quý,
vào đạo thì căn tánh bén nhạy, sớm tỏ ngộ ý đạo hơn người. Thuận cảnh dễ khiến ta sinh kiêu mạn, nên phải khéo nhẫn. Nghịch cảnh tuy thấy khó, nhưng lại dễ nhẫn hơn thuận cảnh. Tinh tấn, không lúc nào quên câu niệm Phật và quên nguyện giảng sanh. Thiền định, niệm Phật thuần thục lâu ngày, vọng tưởng bớt dần, tâm có thể định. Trí huệ, tâm đã định thì trí huệ phát sanh, trí huệ phát sanh sẽ phá trừ được si mê. Nguyện thứ 20, lâm chung tiếp dẫn nguyện. Giải thích: nếu ai phát tâm niệm Phật đúng như nguyện thứ 20 vậy, thì khi lâm chung, Phật A Di Đà cùng hàng Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc sẽ hiện đến trước mặt tiếp dẫn. Trong khoảnh khắc, người ấy liền giảng sanh về Cực Lạc, làm Bồ Tát bất hối chuyển. Phàm phu nghiệp chướng trước chồng, lại có thể mang nghiệp đi giảng sanh là nhờ nguyện tiếp dẫn này. Ngài Linh Chi Nguyên Chiếu Đời Tống nói: phàm người lâm chung tức thần vô chủ, không một thứ nghiệp chủng nào, thiện hay ác không phát hiện, hoặc khởi ác niệm, hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh quyến luyến, hoặc phát điên rồ, đều là điên đảo cả. Rõ ràng là phàm phu nghiệp nặng, lúc lâm chung lắm nỗi điên đảo, lại bị tứ đại bức bách khổ sở, đau đớn khó tả nổi, làm sao mà chánh niệm trì danh được? Chẳng thể trì danh thì làm sao giảng sanh đổi? Vì vậy, phàm phu giảng sanh chẳng phải do tự lực, mà toàn cậy vào sức gia bị của đại nguyện này, giúp cho chẳng điên đảo nên mới được giảng sanh. Sách Viên Trung Sao nói: chúng sanh cõi ta bà tuy có thể niệm Phật, nhưng kiến hoặc còn rối bời, chưa thể đoạn trừ được. Khi lâm chung chẳng bị điên đảo thì vốn nào phải do sức mình chủ trì nổi, mà chỉ toàn là cậy vào Phật A-di-đà đến cứu giới thôi. Tuy không có chánh niệm mà giữ nổi chánh niệm, nên tâm chẳng điên đảo, liền được giảng sanh. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói: lúc lâm chung, vô lượng thọ Phật cùng vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát của Ngài trước sau dây quanh đến đứng trước mặt, từ bi gia hộ, khiến tâm chẳng loạn. Liên hệ bản thân: hành giả tu tịnh độ ngày ngày chuyên tu niệm Phật, tha thiết nguyện sanh về Cực Lạc thì cảm ứng được với Phật, lúc lâm chung được Phật đến tiếp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta phải biết tránh những chướng duyên trở ngại cho việc giảng sanh, như dặn bảo người trong gia đình không được than khóc, không tin vào tà ma ngoại đạo hứa cứu mạng bằng bùa phép, không tham luyến bất cứ điều gì, không sợ hãi trước cái chết. Nguyện thứ 21, hối quá đắc sanh nguyện. Chúng sanh nếu có ác nghiệp đời trước, nghe danh hiệu tôi liền tự hối lỗi, tu đạo làm lành, liền trì kinh giới, nguyện sanh cõi tôi, chết đi chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh trong cõi tôi. Nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Nguyện này chú trọng kẻ tạo ác nghiệp đời trước, tội nghiệp sâu nặng, đáng lẽ phải chịu quả báo trong tam đồ. Đời này được nghe danh hiệu, liền phát tâm cầu giảng sanh, biết sám hối tội lỗi, chẳng dám tái phạm, lại còn lo dung bồi đức hạnh, thì cũng được toại nguyện đới nghiệp giảng sanh, không đọa vào tam ác đạo. Dung trồng thiền căn, cội đức không gì bằng chí tâm niệm Phật. Sách Giáo Hạnh Chứng Tín Giảng: xưng niệm đức hiệu ấy một tiếng thì chí đức được thành tựu trọn vẹn, chuyển được các quả. Liên hệ bản thân: lòng từ bi của Đức Phật bao la không bến bờ, Ngài không muốn từ bỏ một ai nên lập ra nguyện này. Hành giả không những sám hối nghiệp tội trong quá khứ, mà hằng ngày đều nên lo kiểm điểm lại những hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ của mình để kịp thời điều chỉnh ăn năn. Công đức sám hối khó nghĩ bàn. Khi ta chí thành sám hối thì thiện căn trong ta trỗi dậy mạnh mẽ, chí hướng thượng vượt hơn người thường. Dùng năng lực này để phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cầu giảng sanh thì chắc chắn được thành tựu, vì Phật đã phát nguyện cứu độ người biết sám hối.
phàm phu không ai chẳng có tội lỗi. Hãy lo thấy lỗi của mình, tránh điều thị phi kẻ khác. Phàm phu cũng có phần đới nghiệp vãng sanh. Nguyện thứ 22, quốc vô nữ nhân nguyện. Giải thích: trong nước Cực Lạc không có phụ nữ, bởi vì nữ nhân vãng sanh thì đều hóa sanh, biến thành nam tử, đủ 32 tướng trường phu. Giữa nam nữ dễ sinh tình ái, tạo duyên thối chuyển. Cõi Cực Lạc không có nữ nhân, nên toàn là Bồ Tát không thoái chuyển. Liên hệ bản thân, liên hệ với tập khí của người nữ. Đa số đều thích chân diện, muốn mình đẹp nên khó quán thân bất tịnh, khó nhàm chán thân. Tánh tình hẹp hòi, không được rộng lượng bằng nam giới. Người ích kỷ khó tu hạnh lợi tha, cất giữ tiền của nên khó tu bố thí. Ngoài ra còn nhiều tập khí khác, phải tự biết khuyết điểm của mình để chuyển đổi chánh báo. Chánh báo chuyển được rồi thì dù chưa đổi thân nam ngay, nghiệp xấu cũng nhẹ đi, tạo thêm duyên lành cho sự tu tập. Nghiệp tiêu, căn lành tăng trưởng. Nam giới không để ý đến giới nữ, không vướng vào sắc. Sắc là một trong ngũ dục lạc, thường lôi cuốn con người vào bể khổ trầm luân. Nguyện thứ 23, yểm nữ chuyển nam nguyện. Trong Quán Điện Pháp Môn, Tiền Đạo Đại Sư giải thích về nguyện 23 như sau: nhàm chán thân nữ, chuyển thành thân nam, ấy là do sức bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nếu nữ nhân xưng danh hiệu Phật thì ngay lúc lâm chung liền chuyển thân nữ trở thành nam tử. Di Đà dắt tay, Bồ Tát nâng thân, đặt ngồi trên hoa sen báo theo Phật giảng sanh. Hết thảy nữ nhân nếu chẳng nhờ sức danh hiệu của Phật Di Đà trong ngàn kiếp, vạn kiếp, kiếp số như các sông Hằng, trọn chẳng thể đổi được thân nữ. Do nghe danh hiệu Phật, phát khởi lòng tin thanh tịnh, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh Cực Lạc, chuyên trì danh hiệu Phật, thì lúc lâm chung vãng sanh, do bổn nguyện này của Phật mà được chuyển thành nam tử ngay. Liên hệ bản thân, nhiều người biết nhàm chán thân nữ, cứ nguyện tu kiếp này để được thân nam vào kiếp sau. Nguyện như vậy không lợi lạc nhiều, vì một, khó thành, vì không thể trong một đời tu ngắn ngủi mà được. Hai, nguyện như vậy là cứ phải ở trong vòng sanh tử luân hồi. Hành giả Ưu Bà Di ngày ngày tu niệm Phật cầu vãng sanh là thù thắng hơn hết. Đừng nguyện gì khác ngoài nguyện vãng sanh. Nguyện thứ 24, liên hoa hóa sanh. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Dương Đà Ra Ni dạy: Tây phương an lạc thế giới hiện đang có Phật hiệu A Di Đà. Nếu có tứ chúng có thể chánh trì danh hiệu Đức Phật ấy, thì do công đức đó, lúc sắp chết, A Di Đà Phật liền cùng đại chúng đến chỗ người ấy, cho kẻ ấy được thấy. Thấy rồi liền sanh lòng vui sướng, tăng thêm công đức bội phần. Do nhân duyên ấy, dưới chỗ sẽ sanh về vĩnh viễn thoát khỏi thân trong thai bào, uế dục, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen diệu bảo, đủ các đại thần thông, quang minh chói lọi. Do lời nguyện này mà được như thế. Liên Trì Đại Sư viết trong Di Đà Sớ Sao: lục đạo chúng sanh, nơi thân trung ấm, từ cầu cha mẹ, vãng sanh cõi lành thì như trong khoảng khảy móng tay, đi hóa sanh trong hoa sen. Hoa sen ấy là cung quyền diệu để thoát thân phàm, là ngôi nhà thần diệu để an huệ bạn. Liên hệ bản thân, hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh tốt lành. Hành giả tu tịnh độ cố gắng giữ mình trong sạch thơm tho, tươi tốt như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xã hội, hoàn cảnh sống hiện nay ô nhiễm trầm trọng, vì vậy cố hòa thượng Tuyên Hóa và hiện nay hòa thượng Tịnh Không đều khuyên chúng ta không nên xem tivi, phim ảnh, báo chí không lành mạnh. Những chủng tử về ái dục bạo lực là thức ăn ngon cho tham sân si, tam độc vốn sẵn có trong ta. Nhạc tình lãng mạn khóc than những chuyện tình trái ngang gian dở,
cũng không tốt cho người nguyện liên hoa hóa sanh, vì nó nuôi dưỡng ái dục. Để tương ưng, để chuẩn bị liên hoa hóa sanh, chúng ta cố gắng tránh những ô nhiễm về ái dục, những tình cảm ràng buộc và ngũ dục lục trần. Nguyện thứ 25, thiên nhân lễ kính. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, hoan hỷ tin ưa, lễ bái, quy bạn, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, khiến chư thiên, người đời ai cũng cung kính. Chúng sanh vì căn khí chẳng đồng, nên khi nghe danh phát tâm tin ưa khác nhau, hoặc là do đại tâm chẳng vững vàng, hoặc do tín nguyện chẳng sâu, hoặc do trì niệm chẳng chuyên, nên chẳng thể khế hợp với các đại quyền của Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, họ chưa thể thoát khỏi sanh tử, chỉ có thể đạt được phước báo trong hiện tại và vị lai mà thôi. Chữ tu Bồ Tát hạnh trong nguyện này là nghĩa tu rộng rãi nhiều thứ điều lành. Kinh Vô Lượng Thọ dạy, ba bậc giảng sanh đều phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là chánh dân để giảng sanh. Nếu thiếu chánh dân này, thì dẫu cho làm các điều thiện một cách rộng lớn mà không chuyên, làm nhiều nhưng không tinh, thì không khế hợp bổn quyền của Đức Phật A-di-đà, khó bề giảng sanh ngay trong đời này, chỉ được phước báo trời người cung kính thôi. Liên hệ bản thân, nhân nguyện này, chúng ta niệm Phật quyết tâm giảng sanh, không cầu phước báo nhân thiên. Làm bất cứ việc thiện nào, dù lớn hay nhỏ, đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, đây là chuyên nhất phát tâm Bồ Đề. Phải nên chuyên tu niệm Phật trì danh cho tinh cần, không nên thay đổi pháp môn. Cứ nắm lấy một câu A-di-đà Phật, niệm cho tới cùng, như vậy mới có thể thực hành 10 niệm lúc lâm chung. Nguyện thứ 26, văn danh đắc phước nguyện. Nếu nghe danh tôi, sau khi hết tuổi thọ, sẽ sanh già trôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Sách Đại Luận giảng câu sanh già tôn quý trong nguyện 26 như sau: sanh dòng sát lợi thì có thế lực, sanh nhà bà la môn thì có trí huệ, sanh nhà cư sĩ thì giàu có lớn, nên có thể làm lợi ích chúng sanh. Nhờ nghe danh hiệu Phật mà được phước, về sau sẽ sanh ra trong gia đình tôn quý, giàu có. Các căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đầy đủ. Văn danh: nghe danh hiệu Phật A-di-đà, nghe chẳng có nghĩa là nghe suông, mà còn có nghĩa là tinh vật. Liên hệ bản thân, người tu tịnh độ tuy chẳng cầu phước báo, nhưng do nguyện này mà phước báo tự đến. Phước báo khiến sanh ra trong gia đình tôn quý, để có thể làm lợi ích chúng sanh. Khi phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh, tâm chúng ta không đắm nhiễm vào ngũ dục lục trần. Nguyện này để giúp cho những người tu niệm Phật nhưng tín nguyện hạnh chưa tròn đủ, tuy chưa được giảng sanh nhưng họ không mất phần trong tương lai. Nguyện thứ 27, tu thù thắng hạnh nguyện. Giải thích: do nghe danh hiệu Phật mà thường tu phạm hạnh thù thắng. Phạm hạnh: phạm nghĩa là thanh tịnh, phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục. Sách Pháp Hoa Sớ của Ngài Gia Tường giảng: có người bảo hết thảy các giới là phạm hạnh, hoặc bảo chỉ thực hành giới đoạn trừ dâm dục là phạm hạnh. Vì vậy Kinh Đại Phẩm dạy: dâm dục còn chướng ngại, không thể sanh làm phạm thiên, huống hồ là Bồ Đề. Hiểu một cách sâu xa, muôn hạnh để chứng niết bàn đều là phạm hạnh, gọi là thù thắng hạnh nguyện. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ theo tinh thần của nguyện này, nếu còn trẻ, lập gia đình rồi thì hạn chế nhu cầu sinh lý. Người lớn tuổi và những người không lập gia đình nên bỏ hẳn dâm dục, giữ gìn giới luật, thường tu các hạnh lành, phát Bồ Đề tâm. Nguyện thứ 28, quốc vô bất thiện nguyện. Giải thích: trong cõi cực lạc, danh từ bất thiện còn không có, huống gì là có sự bất thiện. Long Thọ đại sĩ nói: cõi Đức Phật ấy không có danh từ ác, cũng không có nỗi sợ ác đạo. Nữ dân cho đến
chẳng có ác tri thức và các đường ác. Các loài chim, bạch hạc, khổng tước, ăn chỏ là do Đức Phật A Di Đà biến hiện ra để tuyên lưu pháp âm. Các loài chim này không phải do tội báo nghiệp chướng sanh ra nên không phải là ác đạo, ác danh. Sách Sớ Sao nói: do tai chỉ nghe dạng đức hồng danh của chư Phật, các danh hiệu tốt lành của Bồ Tát, chư thiện nhân nên danh từ tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chưa từng nghe qua lọt vào tai. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ cố gắng tu thập thiện, nỗ lực làm các điều lành, tránh xa các điều ác, hoàn cảnh ác, giữ thân khẩu ý trong sạch, thường nhiếp tâm niệm Phật để khỏi phải nghe thấy các điều ác, các việc ác, lời nói ác. Nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ nguyện. Tất cả chúng sanh trong cõi tôi đều đồng một tâm trụ trong định tụ. Trong phẩm 22, kinh Vô Lượng Thọ viết: nếu có thiền nam tử, thiền nữ dân, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, hãy đều trụ trong chánh định tụ, quyết chứng A Nậu Đa La Tam Biệu Tam Bồ Đề. Như vậy, sanh về cực lạc liền thuộc vào chánh định tụ. Chúng sanh tuy căn tánh bất đồng, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ: một, tà định tụ, ác đọa vào trong sáu đường luân hồi; hai, bất định tụ, thăng trầm tùy duyên; ba, chánh định tụ, quyết định đạt đến Bồ Đề. Ngài Thiện Đạo nói: chẳng đoạn phiền não mà đắc niết bàn, điều này thể hiện tánh đức tượng duyên của cõi an lạc. Long Thọ Đại Sĩ nói: dùng dân duyên tin Phật, nguyện sanh tịnh độ, khởi tâm lập đức, tu các hành nghiệp. Do Phật nguyện lực nên liền giảng sanh, do Phật lực gìn giữ nên liền nhập đại thừa chánh định tụ. Chánh định tụ chính là địa vị A Bệ Bạc Trí bất thoái vậy. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ hiện đời quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Nếu muốn tương ưng cùng nguyện này thì phải thâm tín nhân quả, không tà định tụ, chọn hoàn cảnh tốt, giao thiệp với bạn lành đồng tu để cùng tiến lên, không bất định tụ, thường trì danh niệm Phật không gián đoạn để thành một khối, khó bề thối chuyển nguyện giảng sanh cực lạc. Nguyện thứ 30, lạc như lậu tận. Giải thích: nhân dân ở cõi cực lạc xa lìa nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lậu tận tỳ kheo. Nhiệt não nghĩa là bị sự khổ bức bách, khiến thân bức sức, tâm phiền buồn nên gọi là nhiệt não. Thanh lương là thanh tịnh mát mẻ, trái nghĩa với nhiệt não. Luận Đại Trí Độ quyển 32 giảng: người bị cơn nóng dữ làm khổ, nếu được vào trong ao thanh lương thì mát dịu, thư thái, không bị nhiệt não nữa. Người giảng sanh, đối nghiệp giảng sanh, được vào trong ao thanh lương lớn của cõi cực lạc nên đều được tâm thanh lương, như lậu tận tỳ kheo. Lậu là rịnh chảy, là tên khác của phiền não. Phiền não hiện hành khiến tâm luôn bị lưu tán chẳng ngớt nên gọi phiền não là lậu. Dùng thánh trí để đoàn sạch các phiền não ấy gọi là lậu tận. Trong lục thông thì lậu tận thông chỉ cho bậc A-la-hán đoạn sạch phiền não rồi mới có được. Chúng sanh trong cõi cực lạc hưởng vui vô cực, nhưng với những sự vui sướng ấy tâm chẳng chấp trước. Ngài Nghĩa Tịnh gọi nguyện này là hưởng vui chẳng diễm. Ngài Cảnh Hưng gọi là nguyện hưởng lạc không lầm lỗi. Liên hệ bản thân, con người khổ chỉ vì phiền não do tham sân si gây ra. Hành giả tu tịnh độ tuy kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn được, nhưng phải biết dùng câu niệm Phật chế ngự phiền não, đây mới là người niệm Phật có công phu. Thường biết hỷ xả thì tâm an, không nên soi mói lỗi của người chỉ gây thêm phiền phức. Nên biết phiền não cũng chỉ là vọng tưởng, không nên giữ chặt lấy nó. Người niệm Phật mà tâm thường mát mẻ, hòa diệu, an vui thì tương ưng cùng nguyện này,
tức là có chánh nhân vãng sanh rồi vậy. Nguyện thứ 31, bất tham kế thân nguyện. Giải thích, nguyện 31 là chẳng tham chấp thân. Thân kiến là kiến chấp lớn nhất trong kiến hoặc. Kiến hoặc chẳng đoạn, chẳng thể vào dòng thánh, tất nhiên thường lưu chuyển sanh tử, không bông ra khỏi. Tham chấp thân là chấp có thân ta, nên tham đắm so đo. Sách Hồi Sớ giảng, vọng chấp từ thân, so đo yêu ghét, thuận nghịch thì gọi là tham chấp, đấy gọi là ngã chấp. Phàm phu vọng tưởng thân mình là ngã, rồi tham chấp, so đo, ham thích giữ gìn, bồi bổ, thuận với mình thì sanh lòng yêu thích, nghịch thì sanh giận dữ. Toàn thể các thứ phân biệt tham đắm ấy đều là phiền đảo. Tham chấp tự thân làm chướng ngại tâm Bồ Đề, nên Đức Phật A Di Đà gia trì cho dân dân ở cõi Cực Lạc đều không khởi niệm tưởng tham chấp thân mình. Liên hệ bản thân, hành giả tu tịnh độ nếu chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật đến mức độ trong quên thân, ngoài quên cảnh, thì có thể tương ưng cùng nguyện này. Trên thực tế, rất ít người được như vậy. Để tương ưng phần nào nguyện không tham chấp thân, chúng ta nên tập xa lìa ngũ dục lạc. Tài, danh, sắc, thực, thùy là món ăn ngon có tẩm thuốc độc, vì nó củng cố ngã chấp và sinh nhiều nghiệp ác. Ngã chấp càng lớn, phiền não càng to. Ngã chấp lôi kéo chúng ta vào dòng sinh tử luân hồi. Khi lâm chung, nếu tham tiếc cái thân này, không muốn bỏ nó ra, thì chắc chắn không thể vãng sanh. Dù Phật có hiện ra tiếp dẫn, người ấy cũng không chịu đi. Thường quán thân này như chiếc áo, mặc lâu ngày trở nên cũ rách, đến lúc không cần thì xả bỏ, không luyến tiếc. Nguyện thứ 32, Na La Diên thân nguyện. Giải thích, dân dân trong nước Cực Lạc đều có thân kim cang Na La Diên rất kiên cố. Kinh Niết Bàn nói, thân của Như Lai là thân thường trụ, thân chẳng thể hoại, là thân kim cang. Những người vãng sanh đều sẽ đạt được thân kim cang bất hoại như Phật. Nguyện này có liên quan đến nguyện thọ mạng vô lượng, thân vô sai biệt nguyện, tất cả đều do sức gia trì của Phật mà được. Thân bất hoại kiên cố, tức là không có nỗi khổ về thân như chúng sanh cõi ta bà. Thân và tâm của chúng sanh có ảnh hưởng lẫn nhau, thân kim cang kiên cố, ác tâm cũng an ổn, không hao tổn tinh thần. Liên hệ bản thân, nhục thân của phàm phu vốn là vô thường vô ngã, chẳng thể sánh với thân kim cang bất hoại. Hành giả thường quán bất tịnh vô thường để xả bỏ thân này từ từ, không quá tân tiêu nó. Cảm hoài về lòng từ bi vô lượng của Phật A Di Đà gia trì cho người vãng sanh Cực Lạc cũng được thân kim cang như ngài không khác. Bỏ nhục thân để được thân kim cang như đem nắm đất sét đổi lấy khối kim cương. Nghĩ tới chuyện này hãy tinh tấn thêm. Nguyện thứ 33, Quang Minh Huệ Biện Nguyện. Giải thích, dân dân nước Cực Lạc thân đảnh đều có quang minh chói rực, thành tựu hết thảy trí huệ, đạt được vô biên biện tài. Đức Phật có quang minh vô lượng, nên dân dân cõi ấy thân và đảnh cũng đều có quang minh chiếu rực. Quang minh của Phật là tướng trí huệ. Kinh Siêu Nhật Minh Tam Bụi nên biết rằng đại thí phát ra ngoài chiếu soi pháp giới thì gọi là quang minh. Như vậy, thân và đảnh của dân dân cõi Cực Lạc đều có thường quang, là do trí tuệ thành tựu. Do được Phật lực gia hộ nên họ có trí huệ thù thắng, lại có khả năng diễn thuyết pháp nghĩa một cách hay khéo, biện tài. Liên hệ bản thân, hành giả chuyên tu niệm Phật tới một giai đoạn nào đó, công phu đã phá được một phần vô minh, nên họ thông suốt giáo lý kinh điển và có thể giảng nói cho người khác. Đây là một hình thức của quang minh trí huệ biện tài do Phật lực gia trì mà có được. Không nên có mặc cảm mình là người ít học, chẳng thông kinh điển,
mặc cảm thua sút làm trở ngại đường tu vì đã thiếu phần tự tin vào năng lực sẵn có của mình. Người có học thức, có tài ăn nói cũng không nên tự cao, vì đây chỉ là thế trí biện thông, chính là sở tri chướng làm trở ngại cho mình trong việc niệm Phật cầu giảng sanh. Nguyện thứ 34, thiện đàm pháp yếu nguyện. Giải thích: nhân dân cõi cực lạc khéo bàn các pháp bí yếu, thuyết kinh, hành đạo, tiếng vang như chuông. Các vị Bồ Tát ở cõi cực lạc khéo khai diễn hết thảy pháp bí yếu rất sâu, dù hiển hay bật. Câu tiếng vang như chuông, ý nói âm thanh của người thuyết pháp như tiếng hồng chung trong trẻo, thánh thót, hùng hồn, liên tục vang xa, cua tan đêm dài, đánh thức những kẻ đang mê bệt, khiến họ phát sanh thiền tâm, ngưng ngớt các khổ. Trong mỗi một âm thanh đều hàm chứa vô biên diệu nghĩa. Liên hệ bản thân. Hành giả tịnh độ khi gặp gỡ nhau không nên nói chuyện thị phi, mà nên trao đổi lý nghĩa trong kinh mà mình mới học được, hoặc kinh nghiệm tu hành, vân vân. Đối với người quen biết, nên khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Đây cũng là hình thức thiện đàm pháp yếu, vì nói lên được đại bi nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật A-di-đà. Nguyện thứ 35, nhất sanh bổ xứ nguyện. Lúc tôi thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi rốt ráo, ắt đạt bậc nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là chỉ còn một đời nữa sẽ thành Phật. Đàm Loan Đại Sư cho rằng, Bồ Tát cõi cực lạc chẳng lần lượt đạt từng địa vị mà chứng gây vị nhất sanh bổ xứ. Thứ tự thập địa của Bồ Tát chỉ là do Thích Ca Mâu Ni Phật ứng theo căn cơ của cõi Diêm Phù Đề mà dạy như vậy. Tịnh độ phương khác không bắt buộc phải giống như vậy. Do nguyện này mà người sanh về cực lạc đều được bất thoái chuyển, nhanh chóng vượt khỏi các địa vị, chứng trọn vẹn địa vị bổ xứ. Đại nguyện của Phật Di Đà thật sâu xa, diệu đức khó lường, vì vậy có nhiều người không tin. Liên hệ bản thân. Hành giả tịnh độ quyết tâm một đời này giảng sanh. Giảng sanh rồi thì nhanh chóng thành bậc nhất sanh bổ xứ vì được Phật gia trì. Tự sức mình tuy không đáng kể, nhưng nhờ tâm nguyện thiết tha mà được cảm ứng và được Phật gia hộ khiến cho việc tu hành không bị thối lui. Cứ giữ trọn đủ tính nguyện hạnh thì chắc chắn một đời này được giảng sanh. Một đời ở cõi này được giảng sanh, giảng sanh ắt sẽ thành Phật để độ chúng sanh. Đây là mục tiêu, phương hướng của chúng ta. Nguyện thứ 36, giáo hóa tùy ý nguyện. Giải thích: những người có bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ, hóa đạo hết thảy khổ tình, khiến họ đều phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành phổ hiền đạo. Tuy sanh trong thế giới phương khác, nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác, hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp, hoặc hiện thần túc, tùy ý tu tập, không gì chẳng viên bản. Những Bồ Tát ở cõi cực lạc vì thệ nguyện trở lại quế độ để làm lợi ích quần sanh, giáo hóa họ, thì sẽ được quyền lực của Phật A-di-đà gia trì, không điều gì không được viên bản. Với những kẻ được giáo hóa, kinh nói điều khiến họ phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, do ba bậc giảng sanh đều gồm đủ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nên các vị Bồ Tát đang độ sanh đều không rời câu niệm Phật. Liên hệ bản thân. Hành giả tu tịnh độ theo tinh thần của nguyện này nên bố thí pháp, đặc biệt là lưu thông kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà với những sớ sao chú giải, các băng giảng tịnh độ, tìm cách làm phát khởi lòng tin tịnh độ của người chung quanh, khiến họ hoan hỷ phát tâm cầu sanh cực lạc. Người bố thí pháp rộng rãi tạo duyên rộng lớn, khiến họ có thể tùy ý giáo hóa, được nhiều người ngưỡng mộ đón nhận. Trường hợp hòa thượng Tịnh Không. Nguyện thứ 37, y thực tự chí nguyện. Các vị Bồ Tát trong nước ta, lúc muốn ăn thì cơm trăm vị tự nhiên hóa sanh trong bát bằng bảy báo
hiện ra trước mặt. Ăn xong, bác tự nhiên biến mất. Trời người trong nước muốn được y phục, thế kỷ liền có. Tự nhiên trên thân khoác áo đẹp đẽ đúng pháp như Phật khen ngợi. Nếu còn phải cắt, mai, đập, nhuộm, giặt vũ thì chẳng lấy chánh giác. Sách Hồi Sớ chú giải như sau: vì sao Phật lại phát ra lời nguyện này? Vì Ngài thấy trong các cõi con người khổ sở muôn bề, vì cái ăn, cái mặc, bốn mùa chẳng được yên ổn, cả một đời nhọc nhằn tham cầu. Huống hồ cấy cây lúa xuống là dùi chết mấy ngàn sanh mạng, trong giặc đung vô lượng kén tầm, cứ thế mà chìm đắm mãi, không biết đâu là bến bờ, chịu khổ vô cùng. Vì vậy, Phật nguyện rằng, thánh chúng trong cõi Ngài, cơm, áo, nhà cửa, tùy ý hiện ra trước mặt. Áo mặc, cơm ăn, đều là pháp để trợ đạo. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ thường có tâm nguyện giúp đỡ, lo liệu cho người về thức ăn y phục, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Cúng dường theo tâm ý của người, không chờ người xin xỏ mới ban cho. Đức Phật A Di Đà là đại thí chủ, chúng ta học hạnh này luôn luôn mở lòng bố thí. Nguyện thứ 38, ứng niệm thọ cúng nguyện. Bản tống dịch ghi nguyện này như sau: tất cả Bồ Tát phát đại đạo tâm, muốn dùng chân châu, anh lạc, lộng báo, tràng phan, y phục, ngọa cửu, thức ăn, thuốc men, hương hoa, kỹ nhạc để thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn trong thế giới phương khác mà chẳng qua được chỗ các ngài, thì ta ngay trong khi ấy khiến cho các đức Phật Thế Tôn đó đều duỗi cánh tay đến tận cõi ta nhận lấy sự cúng dường ấy, khiến cho các Bồ Tát ấy mau chứng A Nậu Đa La Tam Biệu Tam Bồ Đề. Như vậy, dân dân cõi cực lạc, hoặc do Phật lực gia bị, hoặc do tự lực viên bản, đều có thể tùy lòng nghĩ tưởng cúng dường khắp các đức Phật. Cầu kinh: thập phương chư Phật ứng niệm nhận lấy sự cúng dường của người ấy đã hiển thị sâu xa ý nghĩa Phật và chúng sanh bất dị, cảm ứng đạo giao. Ý niệm cúng Phật vừa khởi lên, chư Phật đã nhận lấy rồi. Đây là đốn tu đốn chứng, nhân quả đồng thời. Liên hệ bản thân, có những bạn nghèo muốn cúng dường tam bảo, họ không có phương tiện, chúng ta nên khéo léo giúp họ thành tựu sự cúng dường này. Đây là hợp với nguyện 38. Hành giả lấy công đức niệm Phật để trang nghiêm tịnh độ, cúng dường Đức Phật A Di Đà, nếu tâm thành thì Phật cảm ứng ngay. Niệm Phật là tu huệ, cúng dường là tu phước. Ở đây phước huệ song tu, về cực lạc cũng là phước huệ song tu. Nguyện thứ 39, vô tận trang nghiêm nguyện. Hồi Sớ giảng, thể của vạn vật chẳng cấu diễn, nên bảo là nghiêm tịnh. Hình tướng quang minh kỳ lạ, đẹp rực rỡ nên bảo là quang lệ. Những hình sắc này chẳng phải là thứ thế gian có được, nên bảo là hình sắc thù đặc. Rộng hẹp dung nhập lẫn nhau nên bảo là vô tận, không thể tính kể. Ý này nói cực lạc thế giới hiển thị trọn vẹn sự sự vô ngại pháp giới. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, trùng trùng vô tận là thế giới khoa nghiêm không thể nghĩ bàn. Liên hệ bản thân, vì cực lạc thế giới do nguyện trang nghiêm vô tận, nên khi chúng ta tu niệm Phật cầu vãng sanh, có thể đem công đức này góp phần trang nghiêm Phật tịnh độ. Đóa sen của hành giả trong ao báo ngày càng sáng đẹp, ngày càng lớn thêm, khiến cho sự thanh tịnh trang nghiêm nơi cực lạc ngày càng tăng trưởng đến vô cùng tận. Nguyện thứ 40, vô lượng sắc thụ nguyện. Giải thích: cây trong nước cực lạc có vô lượng màu sắc, vì tất cả cây này do bảy thứ châu báu hợp thành màu sắc rực rỡ, quang minh chói lọi, mọc thành hàng lối thẳng lớn, thân cây ngang giao. Nơi đạo tràng còn có một thọ dương gọi là đạo tràng thọ hay cây bồ đề. Kinh Vô Lượng Thọ chép, là do thấy cây ấy nên tự nhiên đạt được ba thứ dẫn,
Một là âm hưởng dẫn, hai là nhu thuận dẫn, ba là vô sanh pháp dẫn. Cây bồ đề có thể làm cho người thấy nó tự nhiên ngộ đạo, chứng nhập vô sanh pháp dẫn. Công đức của cây ấy thật vi diệu, khó nghĩ tưởng nổi, vì cây ấy là do tâm trang nghiêm bí mật của Đức A-di-đà hóa hiện ra. Liên hệ bản thân. Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết pháp duy tâm tạo, nơi cõi cực lạc mọi thứ đều do tâm trang nghiêm thanh tịnh của Đức A-di-đà biến hiện ra, nên cây cối cũng đều quang minh chiếu diệu và không bị vô thường chi phối. Tâm chúng ta là phàm phu, vốn biến đổi sinh diệt từng phút giây, nên cảnh vật cũng theo đó mà có sinh diệt. Tâm phàm phu chúng ta bị vô minh che lấp, tâm phân biệt chấp trước, nên thấy có ngày đêm, sáng tối, vân vân. Không thể tưởng tượng ra được những cây cối luôn luôn phát ra ánh sáng đủ màu ở cõi cực lạc. Tâm phàm phu đầy phiền não nên không thể thấy cây bồ đề. Dù có đến tận cội cây bồ đề, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật, chúng ta cũng không thấy được quang minh rực rỡ và mùi hương thơm ngát từ cây phát ra. Tuy vậy, hành giả cứ phát nguyện vãng sanh, chuyên trì câu danh hiệu Phật thì chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng bồ đề thọ và vô lượng cây báo ở cõi cực lạc. Nguyện thứ 41: thụ hiện Phật sát nguyện. Giải thích: cây bồ đề nơi đạo tràng có đại quang minh hóa thành tràng phan vô lượng lộng. Trong các lộng báo ấy ảnh hiện hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, mười phương cõi Phật cũng hiện trong ấy. Quán kinh: nơi những cây báo, nhân dân cõi cực lạc thấy được mười phương cõi Phật rõ ràng như vậy. Cõi cực lạc hàm nhiếp hết thảy cõi Phật, tương dập tương tức, chẳng thể nghĩ bàn. Liên hệ bản thân. Một cõi tịnh độ hàm nhiếp hết thảy các cõi Phật khác, không có gì ngăn ngại. Đây là vì tâm của chư Phật không hề có sự phân biệt. Chúng ta tu tịnh độ cũng vậy. Pháp môn này gồm đủ cả giới, định, huệ, cũng là thâu nhiếp tất cả các pháp môn khác. Phật Phật đạo đồng, tất cả mười phương thế giới đều dung hợp lẫn nhau. Chúng ta không nên khởi tâm phân biệt, tự gây chướng ngại cho mình và cho người. Thí dụ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nơi dung nhiếp tất cả các sắc dân dị chủng. Nếu nhóm người nào khởi tâm kỳ thị, sẽ sanh ra nhiều sự rắc rối. Còn trái lại, nếu biết sống trong sự bình đẳng, tôn trọng, hòa hợp lẫn nhau, thì đất nước phú cường, an ninh ổn định. Nguyện thứ 42: triệt chiếu thập phương nguyện. Giải thích: cõi nước cực lạc trang nghiêm thanh tịnh, sáng ngời thanh khiết như tấm gương chiếu tận mười phương. Đàm Loan Pháp Sư giảng: như gương sáng trong sạch, hết thảy các tướng tịnh uế, nghiệp duyên thiện ác của mười phương quốc độ đều hiện ra cả. Hễ ai thấy được sự chiếu tỏ cùng tột mười phương của thế giới cực lạc, đều phát tâm bồ đề. Liên hệ bản thân. Cõi cực lạc sáng sạch và phản chiếu như gương, nên tất cả những động niệm, hành vi, ngôn ngữ của chúng ta đều được phản ảnh nơi ấy. Do đó, muốn sanh về cực lạc, phải khéo tu tam nghiệp, thân, khẩu, ý, cho thanh tịnh mới tương xứng. Ánh sáng của cõi cực lạc sáng ngời, như tấm gương khiến cho ai thấy được đều phát tâm bồ đề. Chúng ta đang phát bồ đề tâm, cầu giảng sanh cực lạc, tức là đã thấy được ánh sáng vi diệu của Tây Phương, ánh sáng phát xuất từ trí huệ bất khả tư nghị của Đức Phật A-di-đà. Nguyện thứ 43: bảo hương phổ huân nguyện. Chánh kinh: lúc tôi thành Phật, dưới từ mặt đất, trên đến hư không, cung điện, lầu, ao chảy, cây hoa, tất cả hết thảy vạn vật trong cõi nước đều dùng vô lượng báo hợp thành. Hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh gửi thấy đều tu Phật hạnh, nếu chẳng được vậy, chẳng lấy chánh giác. Sách Hồi Sớ nói: trong thế giới Ta Bà, vàng bạc tuy lóng lánh nhưng chẳng có mùi hương chiên đàn, trầm xạ tuy thơm ngát nhưng không có ánh sáng của châu ngọc.
trong cõi cực lạc, hết thảy vạn vật nghiêm tịnh, sáng đẹp, lại còn có mùi thơm kỳ diệu, ngào ngạt xông khắp mười phương và làm đủ các Phật sự nên bảo là kỳ diệu. Hương thơm cõi cực lạc xông khắp mười phương, làm đủ các việc ích lợi, khiến cho những chúng sanh gửi được mùi hương ấy đều tu Phật hạnh, trần lao khấu tập tự nhiên chẳng khởi. Vạn vật nơi cực lạc đều do vô lượng hương báo hợp thành, hương ấy lại xông khắp mười phương thế giới, đều hiển thị sự sự vô ngại pháp giới. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ nếu chân thật tu hành giới luật nghiêm minh, lão thật niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc, thì tự mình có đủ giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Năm thứ hương này cũng tỏa khắp mười phương thế giới và có thể trang nghiêm Phật tịnh độ, nhập sự sự vô ngại pháp giới, không khác chi giới nguyện 43. Nguyện thứ 44, Phổ Đẳng Tam Muội Nguyện. Chánh kinh: Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các cõi nước mười phương nghe danh hiệu tôi xong, ắt đều đạt được thanh tịnh, giải thoát. Phổ Đẳng Tam Muội, các tổng trì sâu, trụ tam ba địa, thậm chí thành Phật. Sách Hồi Sớ: Niệm Phật Tam Muội trừ được hết thảy phiền đảo, giải thoát sanh tử, nên phải gọi là thanh tịnh giải thoát Tam Muội. Phổ Đẳng Tam Muội: Phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Ngài Huyền Nhất nói: Do sức của Tam Muội này thấy khắp tất cả chư Phật Thế Tôn nên bảo là phổ. Hiện bình đẳng không gì chẳng đạt đến nên gọi là đẳng. Như vậy, Phổ Đẳng Tam Muội là niệm Phật Tam Muội. Mười phương Bồ Tát do nghe danh hiệu nên đắc các Tam Muội và tổng trì thâm diệu, an trụ trong định, được thành chánh giác nên bảo là thậm chí thành Phật. Liên hệ bản thân, Đức A Di Đà Phật không những gia trì cho các Bồ Tát và nhân dân cõi cực lạc, mà còn dùng nguyện này để giúp cho chư vị Bồ Tát mười phương sớm thành Phật đạo. Chúng ta không những chỉ lo cho các bạn đồng tu quen biết trong đạo tràng của mình, mà còn phải tìm cách phổ biến pháp môn tịnh độ này đến khắp nơi, giúp tất cả đều gieo duyên tịnh độ, đều tin tưởng câu Phật hiệu và sự gia trì của nguyện 44 này. Tâm Phật không có ranh giới phân chia, tâm ta cũng hướng về sự bình đẳng không phân biệt. Nguyện thứ 45, Định Trung Cúng Phật Nguyện. Giải thích: Nguyện 45 là trong định cúng dường Phật. Ý nghĩa của câu thâm trụ thiền định đều thấy vô lượng chư Phật. Trong phẩm Đức Tuân Phổ Hiền, đây là cảnh giới rất sâu của Phổ Hiền đại sĩ. Đại sư dòng Tây Dần Định xét về thường hạnh, trong định cúng Phật là hành của bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên, và bậc sơ địa trở lên tuy đã có đức này nhưng phải đến bát địa trở lên mới có thể thực hành hạnh ấy một cách vô công dụng hạnh. Ý ngài nói, bậc sơ địa Bồ Tát tuy đã có thể trong định cúng Phật nhưng vẫn còn phải dụng công, phải là bậc Bồ Tát từ bát địa trở lên mới có thể vô công dụng đạo. Sách Hồi Sớ bảo: Các vị tân phát ý Bồ Tát ở những phương khác, do nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà được nhanh chóng dự vào những ngôi vị trong thập địa, đắc các Tam Muội, trụ trong định cúng Phật. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ tuy còn là phàm phu, chưa được là Bồ Tát sơ phát tâm nữa, làm gì có thể định trung cúng Phật. Nhưng nếu chúng ta biết dùng tâm chân thành, tâm cung kính đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thì có thể được cảm ứng đạo giao. Lý do: Một là nhờ danh hiệu A Di Đà Phật nhiếp thọ; hai là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, tức là tất cả chư Phật Như Lai. Sự thành khẩn cung kính là một hình thức của định, giúp hành giả có thể định ý. Nguyện thứ 46, Hoạch Đà La Ni Nguyện. Lúc tôi thành Phật, các hàng Bồ Tát trong các thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, liền chứng ly sanh pháp, đắc Đà La Ni, thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ cõi đức.
Đà La Ni là tổng trì gồm có 4 loại. 1. Pháp Đà La Ni nghe giữ giáo pháp của Phật chẳng quên. 2. Nghĩa Đà La Ni tổng trì nghĩa Phật pháp chẳng quên. 3. Chú Đà La Ni người trì Đà La Ni chân ngôn của Phật có thể phát khởi thần thông trừ được tai hoạn. 4. Nhẫn Đà La Ni an trụ trong thật tướng giữ được lòng dẫn. Các Bồ Tát ngoài cõi cực lạc nhờ nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà được thoát ly sinh tử, được Đà La Ni tâm thanh tịnh hoan hỷ, vân vân, công đức vô lượng. Liên hệ bản thân, hành giả tịnh độ hằng ngày dốc lòng niệm A Di Đà Phật. Đây là đại thần chú giúp chúng ta thoát khỏi tam giới, không còn sinh tử luân hồi. Nhờ trì niệm danh hiệu Phật mà tâm thường thanh tịnh hoan hỷ. Nhờ biết rằng muốn giảng sanh tịnh độ phải hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nên hết lòng tu hạnh Bồ Tát, dung trồng cội phước, dùng tâm bình đẳng đối xử với mọi người. Tin hiểu được như thế là đã tương ưng cùng nguyện 46 này. Nguyện thứ 47, văn danh đắc nhẫn nguyện. Bản tóm dịch: nghe danh hiệu tôi thì ngay lập tức đắc sơ dẫn, nhị dẫn cho đến vô sanh pháp dẫn, thành tựu A Nậu Đa La Tam Biệu Tam Bồ Đề. Các thứ nhẫn đây, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 15 Bồ Đề Đạo Tràng dạy rằng: 1. Âm hưởng dẫn, do âm thanh tiếng vang mà ngộ giải được chân lý. 2. Nhu thuận dẫn, là huệ tâm du duyển thuận theo chân lý. 3. Vô sanh pháp dẫn, là chứng được thật tánh của vô sanh, lìa khỏi các tướng. Đây là chỗ cao tột nhất trong việc ngộ đạo. Liên hệ bản thân, hành giả tu niệm Phật, khi có vọng tưởng phân biệt hay phiền não khởi lên, liền dùng câu danh hiệu Phật điều phục chúng. Ban đầu phải cố gắng dụng công, nhưng tới giai đoạn thuần thục thì trong khi niệm Phật, tự nhiên vọng tưởng phiền não nhẹ dần, như ánh sáng tới thì bóng tối tự tan biến. Thường đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, nhờ đó thấu tỏ lời dạy của Phật mà ngộ giải được chân lý, tâm thường sáng suốt, ý nghĩa việc làm đều thuận theo chánh pháp và có thể an nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Nguyện thứ 48, hiện chứng bất thối nguyện. Giải thích: bất thoái chuyển nghĩa là những công đức thiện căn mình tu tập ngày càng tinh tấn, chẳng hề lui sụp hay mất đi. Bất thoái chuyển gọi tắt là bất thoái, tiếng Phạn là A Bệ Bạc Trí. Kinh Niết Bàn chép: vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La A Nậu Bồ Đề, nhưng thấy chút duyên trái nghịch liền thoái chuyển. A Nậu Bồ Đề như ánh trăng trong nước, nước vừa sao động ánh trăng liền động. Kinh Thập Trụ Bồ Tát: khi ấy ngài Xá Lợi Phất bảo các Bồ Tát đến dự hội rằng: bọn chúng tôi khi xưa từ nhất trụ tới ngũ trụ, rồi lại thoái chuyển xuống sơ trụ, rồi lại từ sơ trụ đạt đến ngũ trụ, lục trụ. Trải qua 60 kiếp như thế, trọn chẳng đạt đến bất thoái chuyển. Đức Phật A-di-đà vì thương xót sự khổ nhọc tu hành của các vị Bồ-Tát như thế, nên phát nguyện 48 này, dùng oai đức của danh hiệu khiến người nghe được, tin giận liền chứng đắc ba thứ dẫn, đạt bất thoái chuyển. Vào địa vị bất thoái chuyển, lại đương theo oai lực của Phật mà tiến mãi chẳng lùi, khiến mau chứng được Bồ Đề. Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận nói: nếu ai muốn chống đạt đến địa vị bất thoái chuyển thì nên dùng tâm cung kính chấp trì danh hiệu. Liên hệ bản thân, để có thể tương ưng cùng nguyện này, trong mọi hoàn cảnh, hoặc sướng hoặc khổ, hoặc vinh hoặc nhục, dù oan hay ưng, đều phải nắm chặt lấy câu danh hiệu A Di Đà Phật với tâm nhất quyết cầu giảng sanh. Nhất quyết không mất niềm tin về cõi tịnh độ, nhất quyết tin tưởng vào 48 nguyện của Đức A-di-đà. Thường tự xét lại mình, xem tính hạnh nguyện có đầy đủ không, vì đây là ba yếu tố cần yếu, không thể thiếu một thứ. Thiếu bất cứ yếu tố nào trong tính hạnh nguyện thì sẽ bị thối chuyển ngay.
tin rằng với lòng thành khẩn tha thiết tu niệm Phật, chúng ta cảm ứng được với Đức Phật A Di Đà, chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Đầy đủ các điều trên đây, chúng ta ngay trong đời này dù chưa về Cực Lạc cũng đã và đang được Phật lực gia trì, không thoái chuyển trên đường về cõi tịnh rồi vậy. Tổng kết: niệm Phật tương ưng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, không có nguyện nào ngoài mục đích độ tận chúng sanh. Ngài thiết lập cõi Cực Lạc Thù Thắng để tiếp dẫn chúng sanh hữu duyên về đấy an vui tu tập, không có chướng duyên, không sợ bị thối chuyển, để tất cả đều thành Phật như Ngài. Trong vô lượng pháp môn của Phật Pháp, không có pháp môn nào kết hợp tự lực và tha lực đến mức vi diệu như thế, nên gọi là dị hành đạo. Ai cũng có thể tu hành và được vãng sanh. Tuy nhiên, trong mối tương quan giữa nhân và duyên, thì cái duyên tha lực của Đức Phật vốn luôn sẵn đủ. Còn chúng ta muốn thành công, phải tạo cho mình cái nhân chắc thực, như hột lúa giống, hễ gieo xuống là thành mạ, thành cây. Để có thể dễ dàng huân tập hạnh lành, hầu niệm Phật tương ưng cùng tâm nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng tôi xin mạn phép tổng kết quy nạp 48 đại nguyện này thành các đề mục ngắn gọn cho dễ nhớ, dễ thực hành. 1. Thiện ác phân minh, phải đoạn ác tu thiện. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ thiện ác, vì trong nguyện đầu tiên và nguyện thứ hai, vì lòng đại từ bi, Ngài Pháp Tạng tạo lập ra thế giới Cực Lạc thuần vui không khổ, tức là nơi đây không có ác. 1. Quốc vô ác đạo nguyện. 2. Bất đọa ác thú nguyện. Vậy ác là gì? Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 34 có nêu rõ 5 điều ác như sau. Thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép lẫn nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau. Thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoang dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình tham lam không chán, lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mất mạng, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí. Thứ ba, kẻ bất lương tâm không chính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn hông, thái độ tà ngụy buông lung, làm điều phi pháp. Thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, chẳng thành tín với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người. Mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa. Thứ năm, người đời phóng túng lười biếng không chịu làm lành, không tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo thì ngang ngược chống đối như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chút báo đền. Đức Phật Thích Ca đã vì chúng sanh giảng rõ những hành vi ác, những ngôn ngữ ác, những ý nghĩ ác. Chúng ta hãy ráng ghi nhớ và tự ngăn ngừa không làm những gì tổn người, lợi bình, những điều phi nghĩa, bất lương. Cõi ta bà đầy sở dĩ khổ nhiều vui ít, rất ít, vì kẻ ác nhiều hơn người thiện. Kẻ ác do vô minh chấp ngã để cho tham sân si xui khiến, gây tạo bao khổ đau cho gia đình, bằng hữu, nhiễu loạn xã hội, làm tổn hại, gan trái cho mọi người. Những người ấy tạo ác nghiệp
khiến tự mình phải chiêu cảm lấy ác báo, từ đọa vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ ác tâm tự chiêu cảm như thế, dù Phật muốn cứu họ cũng không chịu đi, vì không tin, không có nhân duyên với cõi cực lạc. Hành giả tịnh độ phải biết đoạn ác tu thiện, vì kinh A Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, tức là chỉ những thiện nam tử, thiện nữ dân mới có khả năng tu pháp môn này, còn những người ác tâm ác ý khó thể tương ưng. 2. Giữ thân khẩu ý thường thanh tịnh. Ở mức độ cao hơn, nhân dân cõi cực lạc nhờ sự giáo hóa gia trì của Đức Phật A Di Đà, chẳng những họ tiêu diệt được nghiệp chướng tham sân si mạn và dứt trừ những nhân xấu ác, mà còn giữ được thân khẩu ý thường thanh tịnh. Đối với thân thì không mê chấp, nguyện 31, bất tham kế thân nguyện. Dù thân của người ở cực lạc sáng rỡ như vàng rồng, nguyện 3, thân tất kim sắc, có đủ 32 tướng tốt. Nguyện 4, tam thập nhị tướng. Nhưng họ không chấp thân mình là đẹp đẽ hơn mọi loài để bám chặt vào đấy không rời. Có như vậy, những vị Bồ Tát này mới dám hiện thân vào muôn loài chúng sinh, mang những hình thể của con người phàm tục, của các loài thú, ngạ quỷ, vân vân, để cùng sinh sống với họ mà tìm phương cách cứu vớt, giác ngộ họ ra khỏi cơn mê dài sinh tử. Hàng Bồ Tát, tiêu chuẩn thiện của họ khác với quan điểm thiện ác của thế gian. Về phương diện thu, Bồ Tát tu thiện là xả bỏ tướng gã, tướng dân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Bỏ hết các tướng này sẽ chứng vô sanh, như Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Về phương diện tế, chư Đại Bồ Tát xả luôn cả kiến chấp, là sự cảm nhận, thấy biết trong tâm. Không còn kiến ngã, kiến dân, kiến chúng sinh, kiến thọ giả. Tướng thuộc về bên ngoài, kiến là ở bên trong. Xả bỏ được cả hai phần thô và tế như vậy, thì tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh, bình đẳng, thành bậc nhất sanh bổ xứ. Nguyện 35, nhất sanh bổ xứ nguyện. Hành giả chúng ta, đối với thân, thường nên quán bất tịnh để đừng quá cưng chiều, cung phụng cho cái túi da dơ bẩn này. Con người đa số tạo tội ác chỉ vì muốn phục vụ tối đa cho thân tướng vô thường này và chấp lấy nó làm bản ngã, nên dễ vướng vào dục cảnh là tài, danh, sắc, thực, thùy. Đối với miệng, khẩu, nhân dân ở thế giới cực lạc thường thuyết kinh, nói pháp, dạy nhau những điều thiện. Nguyện 34, thiện đàm pháp yếu. Còn người ở thế gian lại hay bàn chuyện thị phi, nói lời không thật, nói lưỡi hai chiều, vân vân. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi mình bớt nói, chỉ dùng miệng để niệm Phật, thì chẳng những không tạo khẩu nghiệp mà lại tăng trưởng công phu. Tịnh khẩu để liên tục chuyên tâm niệm Phật trong 3 năm, chắc chắn công phu sẽ thành một bản, nhất tiến. Đối với ý, Đại Thừa chú ý nhiều ở tâm ý, vì ý là cái gốc điều khiển thân và miệng làm điều thiện hay ác. Dần dần cõi cực lạc luôn ở trong chánh định, nhờ công đức niệm Phật đã tới chỗ viên bản, thành tựu niệm Phật tam muội. Nguyện 44, phổ đẳng tam muội. Trụ trong chánh định này, chư vị ấy có thể cúng dường chư Phật khắp mười phương. Nguyện 45, định trung cúng Phật. Đây là phước huệ song tu, phước trí dần dần thành tựu mỹ bản. Hành giả tịnh độ tuy còn tán tâm niệm Phật, nhưng nếu biết cố gắng dụng công biên mật, khi niệm Phật chú ý lắng nghe từng tiếng niệm của mình, tâm lại ghi nhận rõ ràng từng tiếng, miệng lại tiếp tục niệm, tai lại tiếp tục nghe. Giữ mối liên lạc này, không để sơ hở, thì dần dần tâm có thể trụ lại một chỗ, như trẻ chăn trâu đã cột được con trâu, tâm tán loạn và làm chủ được nó rồi. Đây là hình dạng ban đầu của công phu thành một bản, cứ thế mà tiến lên mãi, đừng nôn nóng. 3. Thần thông. Những người đới nghiệp giảng sanh
tuy giây phút trước còn là phàm phu, sát na sau đã nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà trở thành đồng tử có đầy đủ thần thông. Nguyện 6 túc mạng thông, nguyện 7 thiên nhãn thông, nguyện 8 thiên nhĩ thông, nguyện 9 tha tâm thông, nguyện 10 thần túc thông. Thần thông chẳng phải do Phật ban cho, vì vốn mỗi người đều tự có, nhưng chỉ vì chúng ta mê chấp phân biệt mà tự hạn chế vào những sự thấy biết hạn hẹp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nên mới quên mất thần thông của mình. Nhờ sự gia hộ của Đức Phật nên những người vừa giảng sanh mới có thể khôi phục khả năng này. Nếu suy gẫm một cách sâu sắc hơn qua những nguyện này, nguyện 6, 7, 8, 9 và 10, chúng ta nhận ra một bài học quý giá, nên xả thức, phân biệt, để dụng căn, trở về tánh thấy, tánh nghe vân vân, vốn thanh tịnh. Thức có công năng phân biệt các hình tướng, âm thanh, hương vị khác nhau, duyên nơi căn tiếp xúc với trần mà khởi lên. Căn tánh là cội gốc, thức là ngọn vì do duyên sanh. Phàm phu bỏ gốc chạy theo ngọn, lấy vọng làm chơn, gọi là điên đảo vọng tưởng. Nay dùng câu niệm Phật thu nhiếp mắt tai mũi lưỡi thân ý vào dạng đức hồng danh, nhờ Phật lực gia hộ dần dần sẽ xả trừ được phân biệt chấp trước. Khi đạt được nhất tâm bất loạn thì tự nhiên hồi phục được thần thông, tự tại giảng sanh, muốn về cực lạc lúc nào là về. Nếu chưa đạt được đến trình độ này đều phải nương vào nguyện 18 thập niệm giảng sanh và nguyện 20 lâm chung tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. 4. Tâm thường an lạc, hoan hỷ. Hằng ngày nếu hành giả thường trụ tâm vào câu niệm Phật, dần dần vọng tưởng bớt đi, phiền não nhẹ dần, vì đã phần nào buông bỏ thân tâm thế giới, không còn chấp trước vào những biến đổi vô thường của vũ trụ vạn hữu. Những thịnh suy thành bại của kiếp người rồi cảm thấy khổ vui dinh nhục và sinh ra mừng giận thương ghét. Trong thì quên thân, ngoài quên cảnh, người niệm Phật như thế trong hiện tại đã được an lạc hoan hỷ. Đây là tương ưng cùng nguyện 30, lạc như lậu tận nguyện. Mặc dầu mức độ chưa thể so sánh được với những vị đã giảng sanh. Do nguyện 30 này, chúng ta nên tự xét. Nếu như mình đã niệm Phật lâu năm mà phiền não vẫn còn làm chủ, tham, sân, si, bạn vẫn lẫy lừng, thì sự hành trì niệm Phật đã có vấn đề, vì không đúng như lý, không đúng như pháp. Hãy kịp thời tham vấn thầy bạn để điều chỉnh ngay. Tại sao? Bởi vì nếu không điều phục được tập khí phiền não hàng ngày, thì khi lâm chung, chúng trở thành cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp khởi lên rồi, dù Phật có đến tiếp dẫn mình cũng không thấy được, như mây đen che lấp ánh sáng mặt trời vậy. 5. Lòng từ bi vô lượng. Nếu nghiên cứu kỹ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới thực sự cảm động vì lòng từ bi của Ngài rộng như thái hư. Ngài phát thệ nguyện độ khắp tất cả chúng sanh, từ loài côn trùng, bò, bay, xuẩn, động đến thập loại chúng sanh, từ kẻ cực ác đang bị đọa địa ngục hoặc đang làm súc sanh ngạ quỷ đến các vị Bồ Tát thích dấn thân hành đạo. Nguyện 27 tu thù thắng hạnh. Nguyện 36 giáo hóa tùy ý. Từ những người trót dây tạo tội ác mà biết hối lỗi. Nguyện 21 hối quá đắc sanh. Đến những vị chỉ thích tu phước. Nguyện 26 văn danh đắc phước. Thậm chí những người biết nhàm chán thân nữ, chỉ muốn được chuyển thân nam, Ngài cũng tiếp độ cho về cực lạc nếu biết chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nguyện 23 yểm nữ chuyển nam nguyện. Ví như người nghèo túng cùng cực, tâm chỉ mong được một khâu vàng, Ngài lại dẫn về cho trọn kho tàng châu báu, trong đó có cả như ý châu. Lòng từ của Ngài trải rộng như thế, đến tận hư không biến pháp giới một cách cụ thể, rõ ràng,
qua lời phát thệ của Ngài trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai và đại chúng đồng tu. Do đây mà vô lượng chúng sanh được độ thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi trong tam giới. 6. Trí huệ vô biên. Phật là bậc đại giác, trí huệ của Phật bất khả tư nghị, không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được. Chỉ nói chung là nhất thiết trí trí. Nhưng một cách gián tiếp, nếu quan sát những phương tiện độ sanh xảo diệu của Ngài, chúng ta mới thấy được một vài tia sáng di diệu thường chiếu, phát xuất từ tánh bản giác vốn tịch nhiên lặng lẽ. Nguyện 13, quang minh vô lượng. Trong nguyện 17, chư Phật xưng thán, Ngài phát thệ rằng: khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ con, thề không thành chánh giác. Nguyện này giúp cho danh hiệu, quốc độ và 48 đại nguyện của Phật A-di-đà trải rộng tận hư không biến pháp giới, không gian vô tận và kéo dài trong hiện tại đến chỉ lai vô biên, thời gian vô biên. Nhờ thế mà ngày nay chúng ta, những phàm phu nghiệp chướng sâu dày, mới biết có cõi cực lạc, có Đức A-di-đà tiếp dẫn độ sanh. Kinh A-di-đà thuộc loại vô vấn tự thuyết do Đức Phật Thích Ca tự nói ra vì đáp ứng với nguyện 17 này. Nếu Ngài không nói, chắc chắn không ai biết có an dưỡng quốc của Tây Phương giáo chủ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca lại phó chúc điều này cho đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Khi giáng sanh, chắc chắn Đức Di Lặc cũng sẽ thuyết giảng về cõi cực lạc và 48 đại nguyện thù thắng này. Hơn nữa, vì tâm nguyện độ tận chúng sanh cũng là tâm nguyện của mười phương chư Phật từ quá khứ đến hiện tại, vị lai, nên tất cả chư Phật đồng hộ niệm cho những ai phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc. Kinh A-di-đà. Quả thực, đây là một diệu dụng bất khả tư nghị. Khi có trí huệ của Phật mới có phương tiện thù thắng đầy để độ tận chúng sanh. Một thí dụ khác, nguyện 42, triệt chiếu thập phương. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hy hữu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Cõi cực lạc theo nguyện 42 này là một đại viên cảnh trí có thể chiếu soi tầng hư không biến pháp giới. Tâm Ngài biểu hiện ra như tấm gương sáng trong vĩ đại, nên tất cả động niệm của chúng ta Ngài đều dần biết rõ ràng, không thiếu một thứ gì. Khi ta vừa phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh, nơi đại viên cảnh trí này, Ngài dành sẵn cho ta một bút sen. Hàng ngày, do siêng năng hành trì, đóa sen từ từ lớn dần. Đến lúc lâm chung, chỉ cần ta khởi lên câu niệm Phật là sự cảm ứng bầu diệm xảy ra. Ngài hiện ra tiếp dẫn danh chóng như ảnh lọt vào gương. Tâm Ngài với tâm ta trở thành một, như bóng nằm trong gương vậy. Giờ nguyện này, Ngài không bỏ sót một hành giả nào, một chúng sanh nào muốn giảng sanh về cực lạc. Thật là di diệu. Thập niệm tức sanh. Nguyện 18 này là tâm yếu trong 48 đại nguyện, ý nghĩa và công dụng hết sức thâm sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Về lý, niệm Phật là trở về nương tựa vào A Di Đà từ tánh vốn sẵn đủ của mình. Mỗi câu niệm Phật là một sự tỉnh giác, bội trần cảnh, hiệp giác tâm. Trần cảnh thuộc về tướng, giác tâm thuộc về tánh. Nếu người niệm Phật tự mình xả bỏ mọi phân biệt chấp trước, còn gọi là vọng tưởng, phiền não, thì dễ dàng được nhất tâm bất loạn, thường an định, thường trụ nơi niết bàn diệu tâm, bậc thượng thượng căn mới làm nổi. Về sự, A-di-đà Phật là dạng đức hồng danh của Đức Giáo Chủ ở Tây Phương Cực Lạc. Trong A-di-đà Kinh Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư giảng: A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để chờ công đức đến với mình thì công đức nào cũng phải đến hết. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật
là một việc tu hành thật chánh đáng. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu giản dị, thẳng tắp mau lẹ. Xin nhớ rằng, công đức hoàn toàn khác hẳn với phước đức. Phước đức thì hữu lậu, hữu chi, có đó rồi mất đó vì thuộc về tướng. Thí dụ như người làm công quả hay bố thí thì hiện đời hoặc một vài kiếp sau được hưởng phú quý giàu sang, thậm chí được sinh lên cõi trời. Nhưng khi hết phước thì tay trắng lại quàng trắng tay, có khi còn phải đọa vào ba đường ác vì những tạo tác bất thiện khi đang hưởng phúc báo hay những nghiệp ác từ vô lượng kiếp về trước. Còn công đức là pháp vô lậu, vô di, tức là vô tướng. Công đức nơi tự thân chúng ta ai cũng sẵn đủ, chỉ cần xả trừ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cũng gọi là phiền não vô minh, thì công đức tự hiển lộ. Hãy phá trừ được một phẩm vô minh thì một phần công đức hiển bày như mây tan trăng hiện. Cho đến khi hoàn toàn quét sạch vô minh chấp trước, từ thô đến tế, từ thế gian pháp đến cả xuất thế gian pháp, đây là chỗ mà Kinh Kim Cang nói: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, thì viên thành Phật đạo, tức là hoàn toàn ngộ nhập Phật tánh, vốn không sinh, không diệt. Cùng là một Phật sự, nhưng do chỗ khởi tâm động niệm của mình, mà có người chỉ được phước báo nhân thiên, nhưng có gì lại được công đức thanh tịnh. Thí dụ, khi diện kiến Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang, vua Lương Võ Đế hỏi: Trẫm đã xây dựng được 480 đại tự viện, cả đời hộ trì tam bảo, cấp dưỡng hàng chục ngàn tăng sĩ, như vậy có công đức không? Tổ chỉ trả lời một tiếng duy nhất: không. Tại sao thế? Vì làm mà cứ chấp vào ngã tướng, thấy mình có làm, chấp vào chúng sinh tướng, thọ giả tướng, luôn ghi nhớ việc mình đã làm, thấy có người giận bố thí, có quả bố thí, vân vân. Đó là vướng vào hữu di pháp, thế gian pháp. Hành giả niệm Phật khi bố thí không cầu phước báo dân thiên, bất cứ một việc thiện nhỏ nào cũng hồi hướng giảng sanh cực lạc. Đó là biết chuyển phước đức hữu lậu thành công đức vô lậu. Họ không màng phước báo dân thiên, mọi hành vi thiện nghiệp đều nhắm vào sự giải thoát, tâm đầy tương ứng cùng tâm Phật, nên được Phật lực gia trì, khiến tham, sân, si ngày càng giảm thiểu, phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Tất cả pháp tu đại thừa đều phải phá tướng, vì như Kinh Kim Cang đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhưng riêng pháp môn tịnh độ, do lý tức tâm tức Phật, lại nhờ nguyện 18 thập niệm tất sanh và nguyện 20 lâm chung tiếp dẫn này, phàm phu chúng ta vốn nghiệp chướng nặng nề, có thể chấp tướng trì danh mà vãng sanh, thoát ly sinh tử, cũng gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đây là nét đặc thù của pháp môn tịnh độ, pháp môn nhị lực. Thập niệm tất sanh là ý nói lúc lâm chung chúng ta khởi lên câu niệm Phật thì Phật đến tiếp dẫn ngay. Nhờ khởi lên hồng danh A-di-đà Phật lúc này mà tử ma và cận tử nghiệp không thể não loạn ta được. Chúng bị vạn đức hồng danh đánh bạc đi, khiến tâm ta được sáng tỏ, thấy Phật hiện toàn thân và chỉ trong một sát na đã sanh về cõi cực lạc. Thật ra, muốn việc trì danh niệm Phật được thành tựu như ý, thì phần tự lực hành giả phải có đủ tín tâm, phải thật lòng phát nguyện vãng sanh, nghĩa là buông bỏ vạn duyên và hàng ngày chuyên tâm trì niệm, thì lúc tứ đại phân ly, dù bị đau đớn khổ sở bức bách, chúng ta vẫn giữ được câu niệm Phật. 7. Từ bi và trí huệ. Trên đã phân ra để giải thích sơ lược về từ bi và trí huệ, nhưng trên thực tế hai thứ này không thể tách rời nhau, vì từ bi phải có trí huệ thì mới thực sự là từ bi, và trong trí huệ phải có từ bi mới trọn vẹn gọi là giác ngộ. Hãy quan sát cảnh giới
và đời sống của nhân dân của Tây Phương Cực Lạc thì rõ lẽ này. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, trong lúc quán sát mười phương quốc độ do thầy mình là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hiển thị ra cho thấy, thì nhận ra rằng trong các cõi quế độ, chúng sanh đa số vì miếng ăn cái mặc, nói chung là nhu cầu vật chất mà phải vất vả trăm bề, là do đó mà gây ra nhiều tội ác. Nên ngài động mối từ tâm, tìm phương cách giúp người ở nước mình thoát khỏi nỗi khổ này. Lòng từ bi tác động khiến trí phương tiện khởi lên, ngài phát đại nguyện 37, y thực tự chí. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống, y phục hay các đồ cần dùng, tùy ý liền đến. Đối với phàm phu, cũng như những kẻ làm ác mà biết hối hận, được giảng sanh, vì lòng từ bi, ngài phát ra nguyện bất đọa ác thú để giúp họ được an ổn tu tập và không bị thối chuyển cho đến khi thành Phật. Chung quanh những người đới nghiệp giảng sanh còn đủ than, sân, si, đều là bậc thánh giả thiện tri thức, không ai tạo ác duyên cho họ. Nơi nơi từ cây cỏ đến tiếng gió thổi, tiếng chim hót, nước chảy, mọi âm thanh đều phát ra những bài pháp di diệu, khiến cho dòng tưởng phiền não nơi họ không khởi lên được. Nơi nào cũng sáng sạch trang nghiêm do bảy báo hiệp thành, khí hậu ôn hòa, nước ao mát mẻ, hoa lá tươi rụng sáng đẹp, nơi nào cũng có đạo tràng, từ mặt đất đến hư không. Hàng ngày, họ là những đồng tử thảnh thơi đi kinh hành hoặc nghe giảng hay dâng hoa cúng Phật, không có chi phải lo nghĩ, không có việc gì để đối phó, cũng không cần tranh giành, chèn ép nhau để mưu lợi. Trong môi trường hoàn hảo như vậy, tham, sân, si dần dần sẽ chuyển thành bồ đề. Lại e rằng tử ma sẽ đến quấy nhiễu, làm cho công phu tu tập của nhân dân cõi Cực Lạc bị gián đoạn. Ngài khởi nguyện 15, thọ mạng vô lượng. Ai đã sanh về Cực Lạc rồi thì đời sống kéo dài vô tận, cho nên trong một đời này dài lâu vô lượng kiếp, có thể tu đến bậc nhất sanh bổ xứ. Nguyện 35. Mà muốn được trường sanh bất tử như vậy, họ phải có thân kiên can, chứ dục thân như chúng ta tới 50 tuổi, 60 tuổi đã suy dược rồi. Do đây, ngài phát nguyện 32, Na La Duyên Thân. Trong lúc quán sát cõi ta bà, ngài phát tạng tỳ kheo khám phá ra rằng chúng sinh chìm đắm trong chốn này không thể thoát ra được, chỉ vì ái dục như sóng lớn bủa vây, cứ tới tấp dìm người trong bể khổ. Sóng ái bủa muôn trùng, bể khổ sâu ngàn trượng. Cho nên nơi an dưỡng quốc ở Tây Phương, để chặt đứt mầm ái dục, ngài phát đại nguyện 22, quốc vô nữ nhân và nguyện. 5. Thân vô sai biệt, khiến cho nhân dân trong cõi này không phát sinh luyến ái, không bị trói buộc vào lưới tình như người thế gian. Càng suy gẫm, chúng ta càng thán phục. Hành giả tu tịnh độ, trong cách đối người tiếp vật, hãy cố gắng sao cho mọi ý nghĩ, hành động, lời nói đều có bóng dáng của từ bi và trí huệ. Gọi là bóng dáng bởi vì phàm phu không cách chi có được lòng đại từ đại bi và trí huệ của chư hiền thánh tăng. Từ bi không phải là lòng thương yêu đối đãi với sự ghét bỏ. Cái gì của mình, thuộc về mình thì thương. Thí dụ, con mình, gia đình mình, quốc gia mình, chủng tộc mình. Còn những gì không dính dáng tới thì dửng dưng hoặc chê bai, kỳ thị. Từ bi cũng không phải là ái kiến, vì ái kiến cũng ở trong dòng đối đãi phân biệt. Thí dụ, tôi thấy ông A là kẻ ý mạnh đang lấn lướt chèn ép ông B, thì nảy lòng thương người thế cô đang chịu thiệt thòi, rồi sinh tâm ghét kẻ lạm dụng quyền thế. Lòng từ bi phải vượt ra khỏi giới hạn của sự phân biệt, phải bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, nghĩa là phải thương ông A đang tạo ác nghiệp và ông B đang đau khổ như nhau. Trí huệ cũng vậy, nó vượt ra khỏi dòng phân biệt của phàm phu.
tức là khi buông bỏ hết vọng tưởng về gã và gã sở, thì cái nhìn của chúng ta mới gần với chân tướng của sự thật. Thí dụ, bố thí mà còn thấy có mình đang bố thí, có số tiền xuất ra hoặc nhiều hoặc ít, có người đang nhận lấy, thì chẳng tạo được công đức vô lậu, trí huệ nào ngoài chút phước báu hữu lậu ở thế gian. 8. Phát Bồ Đề Tâm. Để có thể tương ưng phần nào với lòng từ bi và trí huệ của Từ Phụ A Di Đà, chúng ta hãy chiêm nghiệm các nguyện 12 định thành chánh giác, nguyện 19 văn danh phát tâm, nguyện 35 nhất sanh bổ xứ, nguyện 36 giáo hóa tùy ý nguyện. Nói một cách tổng quát, đây là nguyện giảng sanh để thành Phật. Hành giả cầu giảng sanh không phải vì lánh khổ ta bà, cầu vui cực lạc như kẻ ích kỷ tự tư. Pháp môn tịnh độ thường bị hiểu lầm như thế, mà nguyện sanh về đấy như xin nhập học nơi một đạo tràng thù thắng nhất, vi diệu nhất. Đạo tràng này sẽ đào tạo các vị Phật tương lai. Khi đạt được vô sanh pháp nhẫn, các học viên có thể trở lại cõi ta bà để hành Bồ Tát đạo mà không sợ bị thối chuyển, lòng nương an dưỡng trở lại ta bà, vì luôn luôn được sự gia trì của Đức Phật. Khi căn bản trí và phương tiện trí viên mãn, lòng từ cũng rộng mở đến vô biên, là lúc phước trí vẹn toàn. Chỉ cần thị hiện tám tướng thành đạo, nơi nào hữu duyên là thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm nói rõ nghĩa là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, lợi mình lợi người, tự giác ngộ cho mình và cho người trong mọi hành vi, ngôn ngữ, ý tưởng. Hành giả tu tịnh độ ở phạm vi nhỏ hẹp của mình, quyết lòng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, hết lòng phát huy pháp môn tịnh độ bằng pháp thí, bằng cách khuyên nhủ kẻ khác giúp họ khởi tín tâm, vân vân, cũng là tự độ độ tha, tương ưng cùng tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. 9. Nhẫn. Nhẫn là sự kiên trì chịu đựng, cố gắng không thối lui, không bỏ cuộc. Ở thế gian, vì miếng cơm manh áo mà người ta còn phải nhẫn nhục, thì đối với việc thoát ly sinh tử, việc trọng đại không gì lớn hơn, lẽ nào không nhẫn nại mà có thể thành công? Chúng ta phải kiên trì chống lại tập khí giải đãi biến lười, tập khí phàm phu nhiều vọng tưởng phiền não. Lúc đắc chí, không nghĩ thế gian đầy vui quá, được công danh sự nghiệp, đừng sung sướng quá mà quên câu niệm Phật. Nếu không bỏ cái vui ngũ dục thì không thể giảng sanh. Khi nhất thời, không vì sự thiếu thốn, vất vả, nhục nhằn mà sinh chán nản bỏ dở công phu, thậm chí những lúc bệnh hoạn ốm đau cũng không vì sức khỏe mỏi mòn mà đình quản thời khóa công phu. Khi lâm chung, tứ đại phân ly, thân thể rã rời tan tác cũng ráng dẫn, quyết không lìa câu niệm Phật, có đủ nhẫn nại ắt sẽ thành công. Kinh Kim Cang nói: nhất thiết pháp đắc thành ư dẫn. Làm được như thế, chắc chắn Đức Phật sẽ gia hộ cho chúng ta, vì ở nguyện 47 văn danh đắc dẫn, Ngài đã bảo đảm như vậy. Căn cứ vào nguyện 47 này, mỗi khi phiền não làm cho chúng ta sắp thối tâm Bồ Đề, sắp quên nguyện giảng sanh, hãy lập tức đề khởi câu niệm Phật. Dạng đức của Hồng Danh và nguyện lực của Đức Phật sẽ giúp chúng ta ngay. Nếu nhẫn được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thối chuyển trên đường tu tập cầu giảng sanh. Hơn thế nữa, với nguyện 48 hiện chứng bất thối, chúng ta có căn cứ để tin tưởng rằng trên đường đạo, từ đây cho đến khi thành Phật, nếu luôn giữ được câu Phật hiệu, không bao giờ chúng ta bị lui sụp. Có thể trong một đời, nơi thế giới cực lạc, thành tựu Phật quả hay hóa thân vô lượng để độ sanh, cũng vẫn giữ được tâm không thối chuyển trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào. 10. Pháp niệm Phật cứu cánh viên mãn. Qua 9 điểm vừa nêu trên, một cách ngắn gọn, chúng ta có thể rút ra phương pháp niệm Phật cứu cánh viên mãn như sau. Dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Không phải chờ đến khi nào tâm thanh tịnh mới niệm Phật. Chúng ta là phàm phu, đợi đến bao giờ tâm mới thanh tịnh đây?
Hòa thượng Tịnh Không dạy, hãy đem tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, những cảm thọ khổ vui thương ghét quy vào một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Hãy tưởng tượng Phật hiệu là thổi phèn chua, có thể lóng trong lu nước bằng cách làm cho những cấu bẩn cặn bã từ từ lắng xuống đáy lu. Vọng tưởng phiền não đều là cấu bẩn, chúng ta không cần để ý đến chúng làm chi, hãy điềm nhiên chú tâm vào Phật hiệu. Đây là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, dùng tâm giác ngộ để niệm Phật. Chúng ta ai cũng có Phật tánh, cho nên ai cũng là Phật sẽ thành. Mỗi câu Phật hiệu là một sự thức tỉnh trở về với bản giác chân tâm vốn bình đẳng vô phân biệt. Trở về cũng có nghĩa là buông bỏ thân tâm, thế giới vốn không thật có, chỉ do mê chấp mà ra. Đây là hiệp giác bội trần, lìa tất cả tướng đối đãi phân biệt. Trên lý là như thế. Về phương diện thúc hành, chúng ta trong mỗi niệm đều chú ý rõ ràng từng tiếng một, không phóng tâm đến điều gì khác. Mỗi tiếng niệm Phật như từng giọt nước mưa đang rơi vào biển cả mênh mông của tánh nghe vô tận. Dùng tâm bình đẳng để niệm Phật. Niệm Phật là nhớ tưởng đến Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì mỗi chúng sanh đều là Phật trong tương lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ với 48 đại nguyện, Đức A Di Đà cũng bình đẳng độ tận chúng sanh thành Phật. Vậy hành giả niệm Phật nên cố gắng thể hiện sự bình đẳng này bằng cách cung kính chư Phật cùng tất cả chúng sinh không khác nhau. Dùng tâm từ bi để niệm Phật. Tịnh độ là pháp tu đại thừa, nên người niệm Phật luôn luôn phải để tâm đến kẻ khác, không vì sự ích lợi của riêng mình mà tu. Hành giả dùng tâm từ bi niệm Phật là noi theo gương Phật xuyên làm những điều thiện hảo cho tha nhân, tùy thuận theo tâm tánh hoàn cảnh của mỗi người mà giúp đỡ, hoặc bố thí tài vật, bố thí vô úy. Nhưng lợi lạc nhất vẫn là bố thí pháp, đặc biệt là pháp tu tịnh độ. Làm sao cho người người đều khởi tín tâm, đều phát nguyện giảng sanh và siêng năng niệm Phật để cùng nhau thoát ly tam giới, đồng giảng sanh bất thối thành Phật. Dùng tâm hỷ lạc để niệm Phật. Tâm lý chung của con người, ai cũng muốn được vui, không ai ưa khổ. Nhưng khi còn ở trong cõi ta bà ngũ trược ác thế này, chúng ta phải biết rằng những gì người đời cho là vui đều không ngoài sự hưởng thụ ngũ dục lạc. Họ không biết đấy là mầm thống khổ, là nhân của tam đồ, là mồi ngon tẩm thuốc độc. Hành giả tu niệm Phật thường an trụ trong pháp lạc, pháp hỷ sung mãn. Càng tu càng thấy phấn khởi, càng niệm Phật càng thấy an ổn vui vẻ. Như vậy phiền não không thể quấy nhiễu chúng ta được nữa. Mỗi danh hiệu Phật đều là một giọt cam lồ làm cho thân tâm ta được tươi nhuận, chân hạnh phúc biểu lộ trong từng ánh mắt nụ cười. Đây là những đóa hoa sen đang hé nở, tỏa hương thơm dâng hiến cho người, tô điểm cho đời, cũng là biểu hiện công đức diệu dụng hiện tiền của hồng danh A Di Đà Phật vậy. Hàng ngày chúng ta đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật là pháp thân, kèm theo các đại nguyện là ứng báo thân, không phải chỉ lạy theo hình thức mà phải nương theo những lễ này. Nhớ lại giác tánh vốn sẵn có của chúng ta mà quay về bằng cách học tập theo những hành lành của Phật, chuyển đổi thân khẩu ý phàm phu của mình sao cho tương ưng cùng 48 đại nguyện của Ngài. Đây mới thực sự là quy y đấng vô lượng giác, chân thật cầu giảng sanh tịnh độ. Đây cũng là chân tín thiết nguyện. Còn vấn đề hạ thủ công phu hạnh, bao giờ chúng ta thắng được phiền não, phân biệt chấp trước bằng công phu niệm Phật, thì bấy giờ mới ngộ ra rằng tâm, Phật, chúng sanh tam vô sai biệt. Giải ngộ được như vậy thì chúng ta mới hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào lời dạy của Ngẫu Ích Đại Sư trong A Di Đà Kinh yếu giải.
tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẽ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp rồi thì bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thật, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen báo. Bao nhiêu lời dạy của cổ đức thánh hiền trong Tịnh Độ Tông không ngoài giúp chúng ta biết phát bồ đề tâm, để tâm ta tương ưng cùng Phật tâm và nương vào vạn đức hồng danh A Di Đà Phật mà điều phục phiền não tập khí phàm phu. Được như thế, trong hiện tại sự an lạc đã hiện tiền thì lo gì không được giảng sanh khi báo thân đã mãn. Nghi thức đảnh lễ 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quán tưởng Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Lễ Phật, chí tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Một lạy, chí tâm đảnh lễ. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Một lạy, chí tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Một lạy, đảnh lễ 48 đại nguyện. Một, nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, quốc vô ác đạo nguyện. Một lạy. Hai, nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, bất đọa ác thú nguyện. Một lạy. Ba, tam đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thân tất kim sắc nguyện. Một lạy. Bốn, tứ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, tam thập nhị tướng nguyện. Một lạy. Năm, ngũ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thân vô sai biệt nguyện. Một lạy. Sáu, lục đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, túc mạng thông nguyện. Một lạy. Bảy, thất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thiên nhãn thông nguyện. Một lạy. Tám, bát đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thiên nhĩ thông nguyện. Một lạy. Chín, cửu đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, tha tâm thông nguyện. Một lạy. Mười, thập đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thần túc thông nguyện. Một lạy. Mười một, thập nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, biến cúng chư Phật nguyện. Một lạy. Mười hai, thập nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật,
định thành chánh giác nguyện, một lạy. 13. Thập tam đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật quang minh vô lượng nguyện, một lạy. 14. Thập tứ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật xuất quang an lạc nguyện, một lạy. 15. Thập ngũ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật thọ mạng vô lượng nguyện, một lạy. 16. Thập lục đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật thanh văn vô số nguyện, một lạy. 17. Thập thất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, chư Phật xin thán nguyện, một lạy. 18. Thập bát đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật, thập niệm tất sanh nguyện, một lạy. 19. Thập cửu đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật văn danh phát tâm nguyện, một lạy. 20. Nhị thập đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật lâm chung tiếp dẫn nguyện, một lạy. 21. Nhị thập nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật hối quá đắc sanh nguyện, một lạy. 22. Nhị thập nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật quốc vô nữ nhân nguyện, một lạy. 23. Nhị thập tam đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật yểm nữ chuyển nam nguyện, một lạy. 24. Nhị thập tứ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật liên hoa hóa sanh nguyện, một lạy. 25. Nhị thập ngũ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật thiên nhân lễ kính nguyện, một lạy. 26. Nhị thập lục đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật văn danh đắc phước nguyện, một lạy. 27. Nhị thập thất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật tu thù thắng hạnh nguyện, một lạy. 28. Nhị thập bát đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật quốc vô bất thiện nguyện, một lạy. 29. Nhị thập cửu đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật trụ chánh định tụ nguyện, một lạy. 30. Tam thập đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật lạc như lậu tận nguyện, một lạy. 31. Tam thập nhất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật bất tham kế thân nguyện, một lạy. 32. Tam thập nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật na la diên thân nguyện, một lạy. 33. Tam thập tam đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật quang minh huệ biện nguyện, một lạy. 34. Tam thập tứ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật thiện đàm pháp yếu nguyện, một lạy. 35. Tam thập ngũ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật nhất sanh bổ xứ nguyện, một lạy. 36. Tam thập lục đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật giáo hóa tùy ý nguyện, một lạy. 37. Tam thập thất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật y thực tự chí nguyện, một lạy. 38. Tam thập bát đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật
ứng niệm thọ cúng nguyện một lạy. 39. Tam thập cửu đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật trang nghiêm vô tận nguyện một lạy. 40. Tứ thập đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật vô lượng sắc thụ nguyện một lạy. 41. Tứ thập dứt đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật thụ hiện Phật sát nguyện một lạy. 42. Tứ thập nhị đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật triệt chiếu thập phương nguyện một lạy. 43. Tứ thập tam đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật bảo hương phổ huân nguyện một lạy. 44. Tứ thập tứ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật phổ đẳng tam muội nguyện một lạy. 45. Tứ thập ngũ đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật định trung cúng Phật nguyện một lạy. 46. Tứ thập lục đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật Hoạch Đà La Ni nguyện một lạy. 47. Tứ thập thất đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật văn danh đắc nhẫn nguyện một lạy. 48. Tứ thập bát đảnh lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật hiện chứng bất thối nguyện một lạy. Đảnh lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. 1. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai nguyện chứng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 2. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai nguyện chứng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 3. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai nguyện chứng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 4. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 5. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 6. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 7. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 8. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Huệ Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 9. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nang Tư Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 10. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 11. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc Quốc một lạy. 12. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội
siêu nhật nguyệt quang Như Lai, nguyện chúng con vãng sanh Cực Lạc quốc. Một lạy. 8 Phật. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chín phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở Tây phương thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 108 hoặc 1080 hay nhiều hơn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 3 lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 3 lần. Vãng sanh chú. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. 3 lần. Hồi hướng. Niệm Phật công đức khó nghĩ lường, vô biên thắng phước đều hồi hướng. Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được vãng sanh về Cực Lạc. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương Tây, chính phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Nguyện đem công đức này ra nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Tự quy y. Tự quy y Phật. Xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Một lạy. Tự quy y Pháp. Xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Một lạy. Tự quy y Tăng. Xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Một lạy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo, hòa nam thánh chúng. Thành kính tri ân và báo ân Hòa Thượng Thích Tịnh Không, vị thánh tăng đã và đang hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, đem pháp vũ từ vân ban rải khắp nơi. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, tu niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, quyết tâm một đời này cùng bạn đồng tu vãng sanh Cực Lạc quốc. Kính dâng giác linh sư phụ, cố ni trưởng ni bộ Bắc Tông, Thượng Như Hạ Thanh, tổ khai sơn lập tự tổ đình Huê Lâm I, Huê Lâm II, Phổ Đà, Huy Sơn, Hải Vân. Ngưỡng mong sư phụ chứng minh gia hộ, con nguyện noi gương thầy, làm mọi Phật sự trong tinh thần xả kỹ vị tha. Nam mô A Di Đà Phật. Hành giả chúng liên trì, San Jose, California, Mỹ Quốc. Biên soạn xong vào mùa Phật Đản 2549, dương lịch 2005. Hồi hướng.
chúng con ấn tống quyển sách này để trang nghiêm Phật tịnh độ. Nếu có chút công đức nào, xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chúng sinh khắp mười phương pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của chúng con trong nhiều đời, nhiều kiếp. Nguyện cho các bậc ân sư, song thân phụ mẫu, gia đình quyến thuộc trong vô lượng kiếp cũng như hiện đời đều được duyên lành tịnh độ, đều siêng tu niệm Phật để cùng vãng sanh về cực lạc quốc. Nguyện cho chánh pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phần phụ lục. Lược giải đề kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Hòa thượng Tịnh Không. Hạnh giải tương ưng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Phát Bồ Đề Tâm. Hòa thượng Tịnh Không. Nhất hướng chuyên niệm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Niệm Phật phải có Phật trong tâm. Hòa thượng Tịnh Không. Chuyên trì danh hiệu. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Công phu niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không. Vô niệm và vô sanh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lược giải tựa đề kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Vô lượng thọ là tánh đức, đức năng của tự tánh chân tâm vốn sẵn có của chúng ta. Phạn ngữ gọi là A-di-đà. A-di-đà là bậc ngữ tương ưng với đức năng của tự tánh vô lượng vô biên. Trong kinh điển Phật, A-di-đà có vô lượng nghĩa như tụ trung gồm hai nghĩa chính là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang là quang minh biến chiếu bao gồm cả không gian. Vô lượng thọ, thọ mạng vô cùng, đại biểu thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Hai nghĩa này rất thù thắng vì nó gồm thâu tất cả vũ trụ nhân sinh, không thiếu sót cái gì. Trong tất cả các thứ vô lượng, thí dụ như trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tài phú vô lượng, vân vân, thì thọ mạng vô lượng là đệ nhất. Vì nếu không có thọ mạng thì tất cả những cái khác mình không thọ dùng được. Trang nghiêm làm cho tốt đẹp. Nhất hướng chuyên chú trang nghiêm diệu độ. Đức Phật A Di Đà từ lúc sơ phát tâm, khi còn là pháp tạng tỳ kheo, đang ở nhân địa tu hành mãi cho đến khi thành Phật rồi, đều luôn luôn dùng các phương tiện thiện xảo để trang nghiêm tịnh độ, tiếp dẫn pháp giới tất cả chúng sanh đến Tây phương cực lạc, cung ứng cho chúng ta một hoàn cảnh tu học tối thù thắng, tối chuyên bản. Ở đấy, trong một đời, chúng ta có thể thành tựu Phật quả. Đó là nói về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Riêng về phần chúng ta, hành giả tu học Phật pháp phải thực hiện cho được câu trang nghiêm chánh thành. Đây tức là y giáo phụng hành. Những gì Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Còn những gì là công đức chân thật mà Phật thường khuyến khích chỉ dạy thì chúng ta nên hết lòng mà làm. Nói chung là phải đoạn ác tu thiện. Trang nghiêm chính hành khiến cho hành vi và đức trang của chúng ta đều được tương ưng cùng Phật pháp. Tu học tánh đức cần phải có sự nhận thức rất sâu, phải hiểu rõ chân tướng của sự thật. Có như thế chúng ta mới hoan hỷ để làm. Trong việc đoạn ác tu thiện, nên biết rằng gốc rễ của ác là tham, sân, si. Tham, sân, si là chất độc gây ra vô số bệnh, vô số phiền não. Phải bứng dỗ chúng đi thì chúng ta mới là người khỏe mạnh, người tốt lành. Phật pháp dạy dùng bố thí để nhổ tham độc, dùng dẫn nhục để nhổ sân độc, dùng trí huệ để nhổ si độc. Trong lục độ Bồ Tát hạnh thì bố thí đứng đầu về công đức vô lượng. Người bố thí tiền bạc của cải, tài bố thí được quả giàu có. Bố thí vô úy giúp cho người hết sợ hãi, đau khổ, được khỏe mạnh. Bố thí pháp in kinh băng giảng thì được trí huệ. Trong ba loại bố thí pháp là thù thắng hơn cả vì nó bao gồm hai loại kia.
Vì vậy gọi là nhất cử tam đắc. Người thông minh mới biết làm việc này. Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm đều thuộc về tánh đức trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn có, vốn đầy đủ. Lục Tổ Huệ Năng sau khi chứng ngộ đã nói: Hà kỳ tự tánh bổn lai tự túc, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đủ. Chính là cùng ý nghĩa như trên. Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm vốn là bổn lai tự túc, nhưng chúng ta trót đã mê, vì mê nên tánh đức chẳng thể hiện tiền. Cần phải tu đức thì mới hiển lộ tánh đức được. Tu hành là việc rất quan trọng, phải đem tất cả bệnh tật tập khí trái ngược với tánh đức mà tu chính trở lại thì tánh đức mới có thể hiển bày. Thanh tịnh bình đẳng giác, đây là tổng cương lĩnh của sự tu học. Ba nghiệp thân khẩu ý của phàm phu thường là không thanh tịnh. Những điều tạo tác sở dĩ không thanh tịnh là do tâm lý không thanh tịnh. Nói rõ ràng hơn là vì trong tâm có quá nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng là hình dáng, tướng trạng của mê. Mặt khác, phiền não cũng là sự ô nhiễm trầm trọng. Tham sân si mạn nghi vân vân làm cho tâm chúng ta ô nhiễm, trong khi tâm Phật và Bồ Tát thì thanh tịnh. Vậy thì hãy đem tất cả ô nhiễm của tinh thần, tư tưởng, kiến giải tẩy rửa sạch sẽ để khôi phục tâm thanh tịnh của mình. Đây là trọng tâm của sự tu hành. Tâm là chủ tể. Một khi tâm đã thanh tịnh rồi thì thân và khẩu cũng được thanh tịnh. Phật thường dạy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp tu tịnh độ sở dĩ nhanh chóng vững vàng để thành Phật chính là căn cứ vào nguyên lý này. Nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Khởi vọng tưởng là phàm phu, còn tưởng Phật thì thành Phật, tưởng Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Nếu ngày ngày lo kiếm tiền, ham mê tiền của không chán chê, không mỏi mệt thì thành ngạ quỷ, vì lòng tham quá mạnh. Biết được những điều lợi hại đó, chúng ta cần phải tẩy tâm dịch hành bằng cách chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên tưởng cực lạc thế giới, còn tất cả những thứ khác đều buông bỏ hết. Đây là sự thật, là cách chuyển mê khai ngộ. Đời nay chúng sanh mê muội trầm trọng, lấy giả làm chân. A-di-đà Phật có thật thì họ không tin, còn tiền bạc của cải là những thứ giả, sinh không đem đến, chết không mang đi. Họ lại mê đắm vào đó. Người thông minh đem những thứ này dứt đi, không màng tới. Họ có trí huệ thấu rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Những người này không tạo tác ác nghiệp, tâm họ thanh tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, cá nhân họ được một đời vui vẻ hạnh phúc. Từ đây suy diễn ra gia đình mỹ mãn, xã hội hài hòa, đều lấy tâm thanh tịnh làm cơ sở. Bình đẳng tức là chân như, là bất nhị pháp môn. Chúng ta xử sự, đối người, tiếp vật từ căn bản bình đẳng chân chánh mà dụng công, đây là chân thực tu hành. Nói một cách dễ hiểu, trong đời sống hàng ngày dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật để tu tâm thanh tịnh, bình đẳng. Khi vọng tưởng phiền não khởi lên, liền đề khởi niệm A-di-đà Phật. Đây là phương thuốc thanh khiết, có thể hóa giải vọng tưởng và phiền não. Cứ như thế mà dụng công, lâu ngày thì công phu đắc lực, vọng tưởng ít dần, phiền não nhẹ dần, tâm địa trở nên thanh tịnh, dần dần có trí huệ hơn, tự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu bạn học Phật đã lâu mà không đạt được điều này, tức là phiền não vọng tưởng vẫn còn nhiều, thì có nghĩa là sự tu học của bạn đã có vấn đề. Đó là không như pháp, phương pháp sai, lý luận sai. Như thế, dù cho bạn siêng năng tu học nhưng không có hiệu quả, không đạt được thành tích, phải thật lòng tự kiểm thảo mà cải chính, sửa đổi lại.
Ví dụ như ngày xưa tôi nhìn người không bình đẳng, sự việc không bình đẳng, bây giờ tôi xem điều gì, việc gì đều cảm thấy hài lòng, không so đo như trước, đó là đã có tiến bộ. Như vậy, có thể có người sẽ chất vấn: thế thì trước khi tu, mình là người sáng suốt, còn tu rồi, cái gì cũng không biết, kể cả chuyện phải trái, xanh đỏ, đen trắng, đều không phân biệt, hóa ra hồ đồ rồi chăng? Đúng là hồ đồ rồi đó. Công phu đắc lực không phải hình dáng như thế, tất cả đều phải rõ ràng, minh bạch, mà tâm địa thì bình lặng. Tất cả thiện ác, thị phi đều nhận biết rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, mà tâm thì bình lặng. Chẳng thể đem sự hồ đồ cho là trí huệ, cho là công phu đắc lực. Giác tức là không mê. Bình đẳng giác có bốn nghĩa. Một, bình đẳng phổ giác là pháp môn bình đẳng thành Phật của tất cả chúng sanh. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến địa ngục chúng sanh đều bình đẳng được độ. Đây là pháp khó tin nhưng thật là tuyệt diệu. Hai, dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Pháp bình đẳng là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Sức mạnh lớn lao của sáu chữ hồng danh này không kinh luận nào sánh bằng. Khi một người thật sự phát nguyện tu niệm Phật thì được tất cả chư Phật gia trì. Ba, bình đẳng giác là chánh giác của Như Lai, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thẳng thắn mà nói, chỉ có Phật mới đạt đến chỗ viên mãn này, cho dù đẳng giác Bồ Tát cũng chưa hoàn toàn bình đẳng. 4. Bình đẳng giác cũng là biệt hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh, Thế Tôn vì A Nan giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới đã hỏi rằng: ông có muốn thấy bình đẳng giác không? Rõ ràng, bình đẳng giác là Phật A Di Đà. Tổng hợp lại, thanh tịnh, bình đẳng, giác là tự tánh tam bảo, gồm đủ tam học giới, định, huệ. Thanh tịnh là tăng bảo, cũng là giới học. Bình đẳng là pháp bảo, cũng là định học. Giác tức là Phật bảo, cũng là tuệ học. Tu tịnh độ phải biết lấy đây làm yếu chỉ tối cao. Vì vậy, nếu có người hỏi: tu tịnh độ cầu gì? Cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Tu những gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng phương pháp gì để tu? Tín nguyện trì danh. Trong tín nguyện trì danh đủ cả tam học, tự tánh tam bảo, tức là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm thuyết pháp, cũng như mười phương ba đời chư Phật tuyên thuyết, đều tóm thâu đầy đủ trọn vẹn trong một câu A Di Đà Phật. Kinh là thông đề, những gì Phật nói đều gọi là kinh. Kinh có bốn nghĩa: quán, nhiếp, thường, pháp. Một, quán, có thứ tự lớp lan, hợp tình hợp lý, văn chương hay. Hai, nhiếp, nghĩa là nhiếp trì tất cả chúng sanh. Kinh Phật có sức nhiếp thọ không thể nghĩ bàn, càng đọc càng thấy hay. Sự thu hút của nó mạnh mẽ như nam châm hút sắt, muốn rời ra cũng không được. Kinh Vô Lượng Thọ này từ lúc mới phát tâm độc tụng cho đến khi thành Phật, hương vị của nó vẫn còn nồng, vĩnh viễn không thấy chán. Ba, thường, chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Bốn, pháp, pháp tắc xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu như muốn trong một kiếp này thoát ly tam giới, viên mãn thành Phật, cứ tuân thủ phương pháp này thì chắc chắn không sai. Dùng tín nguyện trì danh, tu thanh tịnh bình đẳng giác để cầu vô lượng thọ trang nghiêm. Tổng kết lại, vô lượng thọ là bổn giác,
phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là thỉ giác. Thỉ giác hợp với bổn giác mãi cho đến viên mãn cứu cánh giác, đó là thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác là đức hiệu của chư Phật Như Lai. Cũng có thể nói, bình đẳng giác là bổn giác, trang nghiêm là thỉ giác, còn chứng đắc vô lượng thọ là quả đức. Diệu lý bên trong thật vô cùng tận. Nên đọc đi đọc lại nhiều lần đề kinh, dần dần mới có thể hội được. Thể hội được rồi mới hiểu rõ sức thu hút của kinh này, thật không có kinh nào sánh bằng. Hòa thượng Tịnh Không giảng tại cư sĩ Lâm, Tân Gia Ba năm 1994, trích trong bộ băng giảng Vô Lượng Thọ, cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ sang tiếng Việt. Hạnh giải tương ưng. Học Phật chú trọng hạnh giải tương ưng. Hiểu, giải nhưng không hành, giống như kể tên thức ăn, đếm của cải. Hành mà không hiểu, dễ lạc ngõ rẽ, cả hai đều mắc lỗi. Nay người tu tịnh độ chỉ nói là niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chỉ biết bám víu theo quả, đến nỗi chẳng biết những điều mình đang niệm đó là đúng pháp hay không, cứ coi nhẹ, chẳng gia công xem xét. Bởi vậy, mất cả nhân lực lẫn duyên lực, há chẳng phải là chẳng biết chăm lo cái gốc đó ư? Kinh dạy: Dương địa chẳng chân sẽ cảm quả công dạy. Kinh còn dạy: Duyên là hết thảy công đức thiện căn, hỗ trợ liễu dân khai phát chánh nhân. Ôi, há có nên chẳng suy nghĩ kỹ càng chăng? Nói đến tịnh độ là nói đến quả thanh tịnh, không phiền não nghịch ác. Niệm Phật là lấy cái tâm không nghịch ác, phiền não, tức là lấy thanh tịnh làm nhân. Thêm nữa, hành các điều thiện, dạng đức chính là trợ duyên cho nhân ấy. Nhân và duyên ví như hai cánh chim, phải cùng nâng cả hai cánh mới có thể bay cao, bay xa, đạt tới chỗ mình hướng đến. Phải cùng tu cả nhân lẫn duyên thì mới thành tựu được quả. Cổ đức biết rõ như thế, nên khi dạy người, không vị nào chẳng đề cao nhân, nào là thanh tịnh ý mình, nào là tâm tịnh cõi nước tịnh, để hiển thị rằng muốn chứng tịnh quả phải gieo tịnh nhân. Tuy bảo là đới nghiệp giảng sanh, nhưng nghiệp nói đó chỉ là nghiệp quá khứ vẫn còn ẩn tàng, chứ chẳng phải cứ tạo tội nghiệp mà vẫn được giảng sanh. Đủ thấy chư cổ đức chẳng chấp nhận hành nhân gây tạo lỗi mới. Hiểu rõ lẽ này thì dạng người tu, dạng người về, hễ lầm lạc thì nhân lẫn lực chẳng đủ, mong chứng quả sao được. Ba kinh tịnh độ đều trọng trợ duyên, cực lực khen ngợi phước đức. Kinh Tiểu Bổn, kinh A Di Đà dạy: Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Kinh Đại Bổn, kinh Vô Lượng Thọ dạy: Khiến cho bỏ ngũ ác, trừ năm sự đau đớn, lìa khỏi năm sự thiêu đốt. Quán kinh dạy: Muốn sanh về cõi ấy, nên tu ba thứ phước. Kinh dạy rành rành: Dù có nhân, nhưng thiếu duyên, dễ đâu thành tựu. Có kẻ bảo: Niệm Phật một câu có thể tiêu trừ trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Nghiệp đã tiêu rồi thì cần gì phải dọc công giảng giải, suy xét nhân duyên nữa cơ chứ? Tôi bảo: Một niệm sanh tâm nổi, mở ra 8 dạng chướng môn. Ý nói phiền não chướng. Chướng môn đã mở thì nghiệp chẳng sanh khởi hay sao? Phần lớn những học nhân hiện thời, một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp, khác nào tay phải quét dọn, tay trái dĩ bụi. Hãy thử tự vấn mình siêng năng lười nhác thế nào. Nếu chẳng tự dối mình thì ắt sẽ câm lặng, hết còn cười được nữa. Bởi thế, người chắc thật và dặn niệm Phật thì không một ai là chẳng kinh sợ nhân duyên. Nhân duyên bất tịnh, lại chẳng già dặn, chắc thật
thì đối với hạnh và giải có được thứ gì không? Cầu được giảng sanh kiểu đó chỉ là chuyện mơ tưởng cầu may mà thôi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập. Phát Bồ Đề Tâm. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị đồng tu phải ghi nhớ kỹ càng điều kiện giảng sanh mà Phật nói trong kinh có 2 câu 8 chữ, trong phẩm 3 bậc giảng sanh của kinh Vô Lượng Thọ, không kể là bậc thượng, bậc trung hoặc bậc hạ đều giống nhau ở chỗ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Đó là tâm muốn độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu bạn còn chán ghét một chúng sanh, bạn còn thù oán chúng sanh đó, thì bạn có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không? Nói cho chư vị biết, không thể đến được. Đừng nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, niệm 1 triệu danh hiệu Phật, bạn cũng không giảng sanh được. Tại sao vậy? Bạn không có Bồ Đề Tâm, điều này không thể không chú ý. Lúc trước thầy Lý thường nói, người đời nay niệm Phật, một vạn người niệm Phật chỉ có 2-3 người giảng sanh. Không phải họ không tinh tấn, sâu chuỗi niệm Phật không bao giờ rời khỏi tay hết, miệng suốt ngày niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật không ngừng. Tại sao họ không thể giảng sanh? Vì họ không có Bồ Đề Tâm, không phù hợp tiêu chuẩn giảng sanh. Nhất hướng chuyên niệm họ làm được, nhưng phát Bồ Đề Tâm họ chưa làm được thì không thể giảng sanh. Hòa thượng Tịnh Không giảng, trích trong Tịnh Tông Nhập Môn. Nhất hướng chuyên niệm. Chữ hướng trong nhất hướng chuyên niệm có nhiều nghĩa. Ngã theo một hướng mà tiến tới, lệch hẳn về một phía, một vị, gộp chung lại một khoảng thời gian. Do vậy, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật có nghĩa là chuyên đương theo pháp môn trì danh niệm Phật này. Nhất hướng chuyên niệm vốn là chữ lấy trong nguyện thứ 18, 10 niệm ắt sanh. Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện 10 niệm ắt giảng sanh, nên hành dân phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm ắt được giảng sanh Tịnh Độ, chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Người giảng sanh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ trong kinh đều do phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà giảng sanh Tịnh Độ Cực Lạc. Ấy là do giác ngộ lạc quả, tâm làm dân, phương tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải nhất thừa của Di Đà. 6 chữ hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhất hướng chuyên niệm là như cổ đức dạy, thượng thì tận hình thọ, hạ thì 10 niệm. Thượng tận hình thọ là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, chung thân niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung, đấy là bậc thượng. Còn bậc hạ chưa làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh niệm nhiều, thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Còn bé nhất như trong quán kinh nói, kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc mạng sắp dứt, được nghe thánh giáo, chí tâm hối cải, 10 niệm xưng danh cũng được giảng sanh, nên nói 10 niệm ắt sanh. Hành giả nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật 10 tiếng thì tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng, cũng là thẳng từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy, phù hợp với tông chỉ nhất hướng chuyên niệm. Trái lại, như có kẻ niệm Phật mấy 10 năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, khinh thị trì danh, đổi qua tu pháp khác, hoặc lúc lâm chung chẳng ưa cực lạc, luyến tiếc thế gian, chưa niệm Phật nổi thì chẳng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích trong chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Niệm Phật phải có Phật trong tâm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thâm Tín Nhân Quả, Đức Phật nói,
niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Hai câu này tôi nhất định phải giảng giải rõ ràng, sợ người khác nghe đến mà hiểu lầm. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ta mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm cả một đời cũng không thành Phật. Vậy phải chăng là nhân quả không tương ưng? Câu nói này chẳng phải có vấn đề sao? Các vị phải hiểu rằng, niệm Phật, cái niệm này là ý thế nào? Niệm không phải là miệng niệm. Các vị xem chữ Trung Quốc, tôi trước đã từng nói qua, văn ngôn của Trung Quốc, chữ Trung Quốc là thứ chữ mà khắp thế giới, bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng không có, là sản phẩm của trí tuệ cao cấp. Văn tự là một ký hiệu, cái ký hiệu này là hội ý. Các vị xem, chữ niệm, bên trên là chữ kim, tức là hiện nay, bên dưới là chữ tâm. Kim tâm chính là tâm hiện tại. Trong tâm hiện tại có Phật, đây gọi là niệm Phật. Có thể thấy rằng, không phải là ở trong miệng, ngoài miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật, thì đây không phải là niệm Phật. Trong tâm thật sự có Phật, thì đây gọi là niệm Phật. Vậy Phật là cái gì? Đạo lý Phật giảng, những giáo huấn Phật nói, cảnh giới Phật thuyết, hiện tại trong tâm của ta thật sự có. Đây gọi là niệm cái này ngay lúc này. Đây gọi là niệm Phật. Và như thế các vị mới thật sự sẽ thành Phật. Vì sao? Phật giảng giải rất rõ. Phật nói, hết thảy các pháp đều từ tâm tưởng sanh. Trong tâm của chúng ta có những lời dạy bảo của Phật, có cảnh giới của Phật. Vậy trong tâm các vị thật sự có Phật, các vị đương nhiên thành Phật. Quay đầu nhìn lại, chúng ta thấy đông đảo những chúng sanh này, trong tâm họ có gì? Trong tâm họ chỉ nghĩ tưởng đến năm dục sáu trần. Cái sở niệm trong tâm của họ chính là tài, danh, sắc, thực, thùy. Họ niệm tưởng cái này, trong tâm họ thực sự có. Niệm niệm không quên, trong tâm có những cái ngũ dục lục trần này. Và kết quả là gì? Kết quả là luân hồi trong tam đồ lục đạo. Trong tâm họ có tham, sân, si, bạn. Trong tâm toàn đầy ngũ dục lục trần. Họ thực hiện những sự việc này, hết thảy pháp đều từ tâm tưởng sanh. Sáu đẻo luân hồi ba đường chính là những cảnh giới từ tâm tưởng này sanh ra, duy nhất một đạo lý. Cho nên chúng ta đem cái niệm này xoay chuyển lại. Chúng ta niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm giới, niệm định, niệm huệ, niệm tâm thanh tịnh, niệm tâm bình đẳng, niệm tâm chánh giác. Đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật A-di-đà, niệm thế giới cực lạc ở Tây Phương, y báo, chánh báo trang nghiêm. Niệm Phật A-di-đà ở mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh, thành tựu chúng sanh, vô lượng vô biên công đức. Chúng ta phải bắt chước, chúng ta phải học tập. Đây gọi là niệm Phật. Không phải chỉ niệm rỗng không câu Phật hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu rỗng không, không có nội dung, thực chất thì không thể thành tựu. Đây chính là chỗ mà cổ nhân nói, gào rách cổ họng cũng uổng công. Niệm một câu danh hiệu Phật này, từng tiếng Phật hiệu đều có nội dung cụ thể. Và vậy là các vị niệm Phật một cách chân chánh, các vị không phải niệm giả dối. Niệm Phật như thế đương nhiên là thành Phật. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Các vị muốn thành tựu trí huệ viên bản cứu cánh, niệm Phật A-di-đà, cầu sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Đây là con đường ngắn. Hơn nữa con đường này chư Phật đều chỉ dạy cho chúng ta, không phải chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ở trong một đời này thành tựu nhanh chóng thỏa đáng, bất cứ pháp môn nào cũng đều không thể sánh với pháp môn niệm Phật. Do gì những pháp môn kia tu học đều rất khó khăn. Thực tế mà nói, không phải chúng ta trong một đời này có thể thành tựu được. Nhưng riêng pháp môn niệm Phật này thì đới nghiệp giảng sanh, chỉ cần trong tâm chúng ta đinh ninh không quên, đem cái thế tình này, những tình duyên thế gian này xả bỏ, buông xuống, không để cho diễn trước trở lại. Niệm niệm tương ưng cùng Phật, niệm niệm tương ưng cùng kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ một cách triệt để,
phải nhận thức, học tập và thực hành. Đây gọi là chương chánh niệm Phật, là chương chánh thâm tín nhân quả, lão thật niệm Phật. Và như thế thì có gì không thành tựu? Hòa thượng Tịnh Không giảng: Trích trong Làm thế nào cứu vãn phong hóa xã hội, Sư Thích Giác Thiện, Việt dịch, Chùa Linh Sơn, Úc Châu, Ấn Tống. Chuyên trì danh hiệu. Xét theo bản kinh đá ở Tương Dương và bản chép tay của người thời lục triều để cắt đá, sau chữ nhất tâm bất loạn còn có dòng chữ: Chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt, tứ thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, gồm 21 chữ. Sư Nguyên Chiếu đời Tống cũng chép như vậy trong tác phẩm Linh Chi Sớ. Đại sư Cừ Am đời Minh cũng đề cao bản thạch kinh. Ưu Khê đại sư trong tác phẩm Diên Trung Sao còn lớn tiếng hô hào, bản được lưu truyền hiện tại, chỉ bản dịch đời Tần bị sai sót. Phàm độc tụng, tu tập nên dựa theo cổ bản để bổ túc cho đúng. Hồi bản đương theo ý các vị tiên đức thu thập thêm 21 chữ đó. Trong hồi bản này gồm đủ ưu điểm của hai bản dịch, lại bổ khuyết chỗ thiếu sót của bản dịch đời Tần. Thánh ý được hiển lộ trọn vẹn, dễ được hiểu thấu đúng đắn. Như vậy, nguyên văn của bản dịch đời Tần phải là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Tám chữ này phải nên đọc một hơi, thật tương đồng bản dịch đời Đường. Hệ niệm bất loạn cũng tương đồng ý chỉ nhất hướng chuyên niệm của kinh này. Chỉ bài tỉ bỉ diệu pháp trì danh, từ quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực thầm gia hộ chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu dạy viết: Nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư thì, tùy theo là tán hay định, chia thành ba bậc, chính phẩm nơi cõi đồng cư. Đủ thấy chúng sanh chỉ cần tính, nguyện, trì danh, quyết được giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư của cực lạc. Thật chẳng đợi phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn, hoặc lý nhất tâm bất loạn, dự dụng của pháp môn trì danh được giải bày hết ra, đủ chứng minh hồi bản thật có công với thánh giáo vậy. Lão cư sĩ Hoàng Điện Tổ trích trong Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Công phu niệm Phật: Tài, danh, sắc, thực, tùy là ngũ dục lạc của thế gian, cũng là năm cái gốc của địa ngục. Những thứ này nếu không đem nó diệt trừ thì muốn siêu vượt tam giới không thể nào được. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải đem năm thứ này bứng đi. Chớ nghĩ rằng tôi niệm Phật lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn tôi, không sai. Nhưng năm cái gốc của địa ngục còn buộc chặt anh, Phật muốn tiếp dẫn anh cũng không được, và anh cũng không muốn đi. Nhất định phải đem những thứ này đạm quá, làm cho đạm bạc, giảm thiểu tối đa. Chúng ta phải hiểu những thứ này là độc hại. Trong tâm có độc thì tâm này không tốt, tâm hư hỏng rồi. Cũng vậy, nếu như trong thân thể anh biết chỗ nào có bệnh liền đi bác sĩ điều trị. Tâm anh có tham sân si, tâm này hỏng rồi, bị chướng ngại rồi, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải biết buông bỏ tham, sân, si. Phật, Bồ Tát không có tham, sân, si, tuyệt đối không tham luyến ngũ dục lục trần. Tâm các ngài thanh tịnh, tâm ta có những thứ độc hại này, tức là tâm có bệnh rồi, nhất định phải hết lòng niệm câu A-di-đà Phật để hồi phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Do đó, người niệm Phật phải biết công phu dùng ở chỗ nào. Tâm tham vừa khởi dậy, liền dùng câu A-di-đà Phật đem tâm tham đè xuống. Tâm sân vừa khởi dậy, liền đề khởi câu A-di-đà Phật khiến cơn giận không phát lên nữa. Tâm sân giận cũng tiêu mất luôn. Người xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là phiền não vọng tưởng, phiền não vọng tưởng khởi lên không sợ, cần giác ngộ cho nhanh. Sự giác ngộ này tức là một câu Phật hiệu. Ý niệm thứ nhất là phiền não, ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật, đem những tạp niệm đánh tan mất. Như thế gọi là dụng công đắc lực. Niệm lâu rồi, vọng tưởng phiền não tự nhiên ít dần,
tự nhiên nhẹ đi. Vọng tưởng phiền não nhẹ rồi thì nó không gây chướng ngại nữa. Như thế, khi Phật đến tiếp dẫn, anh thực sự có thể buông xả. Thực sự có thể buông xả sạch sẽ như vậy thì anh mới có thể theo Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, thế gian Pháp cũng như suốt thế gian Pháp đều không nên tham. Phải hiểu rằng mọi thứ đều là giả, đều là không. Quyết định không có một Pháp nào anh có thể được. Tâm kinh nói lời chân thật cho chúng ta, vô trí diệt vô đắc mới là thật. Đừng nghĩ rằng cái này là của tôi, cái kia cũng là của tôi, như vậy là không hết. Đó là tam ác đạo vậy. Tẩy sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch. Phiền đảo, ngũ dục rời xa rồi, tâm sẽ thanh tịnh, bởi vì những thứ này làm hiển ô tâm thanh tịnh của chính mình. Khi có thể xa rời chúng được rồi, thì sẽ phá bê khai ngộ. Đại Đức Thiền Tông nói, hồi thoát căn trần, linh quang độc diệu. Căn là sáu căn, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trần là cảnh giới bên ngoài, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng những trần không diễn, căn cũng không dùng nữa. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Giao Quang Đại Sư nói, bỏ thức dụng căn, đây mới thật là cao minh, cùng với chư Phật Bồ Tát giống nhau. Thấy là dùng kiến tánh để thấy, chẳng dùng nhãn thức. Thức là ô nhiễm, tánh là quang minh, là linh quang độc diệu. Nghe không dùng dĩ thức để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Dùng căn tánh của sáu căn, căn tánh chơn tâm, cũng gọi là chơn dư, cũng gọi là bổn tánh. Dùng cái này. Đương nhiên, điều này nói thì dễ, còn làm thì rất khó. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu dày, không biết dùng căn tánh, suốt ngày chỉ dùng sáu thức. Tuy nhiên, dùng sáu thức cũng có thể giảng sanh. Ưu thế của pháp môn niệm Phật là ở chỗ này. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Nếu như dùng cái tánh trong căn, nghiệp đã hoàn toàn tiêu trừ hết. Người như thế niệm Phật giảng sanh phẩm vị rất cao. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ ở vào thật báo trang nghiêm độ, không còn ở phàm thánh đồng cư độ như những người đới nghiệp giảng sanh. Hiển minh thanh bạch, đây là linh quang độc diệu, tâm địa thanh tịnh rõ ràng. Hai câu này, tẩy sạch cấu khô, hiển minh thanh bạch, nếu dùng lời của Đại Thế Chí Bồ Tát mà nói, tức là thu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Hai câu này dễ hiểu hơn. Khi công phu thuần thuộc rồi, thì tự đắc tâm khai, hiển minh thanh bạch là cảnh giới của tự đắc tâm khai. Đây chính là minh tâm kiến tánh của Thiền Tông, là đại triệt ngộ. Ngày nay, vì sao chúng ta không khai ngộ? Là bởi vì có nghiệp chướng, có phiền đảo, có dục vọng. Những thứ này làm chướng ngại tâm tánh quang minh của chúng ta, nhất định phải đem những thứ chướng ngại này dứt đi. Sau đó, quang minh trong tâm tánh của chúng ta sẽ tự hiển lộ ra. Đây gọi là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Hòa Thượng Tịnh Không giảng tháng 11 năm 1994 tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, trích trong bộ băng giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vô niệm và vô sanh. Vọng niệm của chúng sanh niệm niệm tiếp nối như nước chảy xiết, chưa từng tạm ngơi. Nay nếu miễn cưỡng đè nén, thu niệm tuy hơi được ngừng, tế niệm chưa thể ngưng dứt. Hành nhân nếu hiểu lầm, liền cho là đã được tương ưng, thì thật là sai lầm lớn. Vì vậy, Đại Từ Bi Phụ khởi lòng vô duyên từ, ban cho pháp môn tiện dụng kỳ diệu này, chỉ phương lập tướng để nhiếp tâm chuyên chú. Ngay nơi vọng tâm này trì danh hiệu Phật, niệm một Phật danh hoán trừ trăm ngàn vạn ức tạp niệm. Niệm tới thuần thục bèn mất cả năng, sở vô tâm mà trụ. Phật hiệu phân minh thầm hợp diệu đạo, liền khế hợp sự thật mầu nhiệm, vô trụ sanh tâm của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tâm sanh diệt của chúng sanh chỗ nào cũng duyên được,
chỉ riêng chẳng duyên nổi Bát Nhã, phải đạt đến địa vị địa thượng Bồ Tát của biệt giáo mới khế nhập nổi. Lúc vô trụ liền sanh tâm, lúc sanh tâm liền vô trụ. Còn thì các bậc địa tiền Bồ Tát vẫn còn tách rời thành hai, một thời sanh tâm, thời khác vô trụ, đủ thấy rõ phàm phu tuyệt chẳng có phần. Nay pháp môn tịnh độ này dạy chúng sanh trì danh niệm Phật, khiến chúng sanh ngay nơi niệm, ly niệm, ngầm thông Phật trí, phàm hợp đạo màu, khéo nhập vô niệm, ngay nơi phàm thành thánh. Vì vậy, sách Sớ Sao viết: Dược ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, ngang với chư thánh trong một câu. Thật là diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp môn khác phải thâm nhập ngay vào vô sanh, nên là đạo khó hành. Nay tịnh nghiệp này lại khéo nhập vô sanh, nên là đạo dễ hành. Pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, mà một pháp trì danh lại là đường tắt trong pháp niệm Phật, nên gọi là đường tắt nhất trong các đường tắt. Hơn nữa, kinh này chẳng đề xướng nhất tâm bất loạn, mà dùng ngay phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm A Di Đà Phật làm tông. Chỉ cần phát tâm chuyên niệm đều được giảng sanh. Vì vậy, pháp thẳng là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, dứt bậc đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích trong lời nói đầu quyển Chú Giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.